Thì như các anh chị đã biết thì trong theo cái hội hội đột quỵ ở Hoa Kỳ thì người ta chia các nguyên nhân đột quỵ thành hai cái nguyên nhân chính, trong đó có 87% là các cái nguyên nhân do đột quỵ do thiếu máu hay là do nhồi máu não, và 13% các cái nguyên nhân do xuất huyết mạch máu não. Thì cái việc mà chẩn đoán hay là việc xác định bệnh nhân có cái nguy cơ đột quỵ, nó cần phải phải rất là nhanh chóng, và nó thực hiện khi mà có những bất cứ những cái dấu hiệu liên quan đến các cái giả sử như là bệnh nhân liên quan đến cơ mặt hoặc là giọng nói hoặc hoặc là liên quan đến yếu liệt các cái tay chân, thì người ta phải lập tức là gọi ngay tới cấp cứu để mà chuyển bệnh nhân kịp thời, để mà cứu chữa cho bệnh nhân kịp thời. Thì đây là một cái tạp chí, đây là một cái truyện hoạt hình nó rất là hay ở Nhật, thì nó được đặt rộng rãi ở tất cả các cái địa điểm công cộng để giáo dục, để nó giáo dục cho tất cả các người dân, từ trẻ em cho tới người lớn, về cái cách mà nhận dạng là bệnh nhân đột quỵ, và cũng là những cái cấp cứu ban đầu hay là chuyển chuyển bệnh nhân tới các cái khoa cấp cứu, và từ khoa cấp cứu cho tới là phòng CT hay là phòng cộng hưởng từ. Thì tất cả nó đều thực hiện rất là nhanh. Thì như thầy Quỳnh đã trình bày cho các anh chị ở trước, đó là nó từ cấp cứu cho tới chẩn đoán hình ảnh, thì nó diễn ra trong khoảng là khoảng 20 phút hoặc là tối đa lắm là 40 phút. Thì như vậy là chúng ta sẽ giảm được cái thời gian và đưa ra những quyết định lâm sàng nó nhanh chóng hơn. Thì đây là một cái hình ảnh mà cho thấy là cái việc đột quỵ do nhồi máu làm chiếm tới là trên tới 70% của các nguyên nhân gây đột quỵ. Thì khi mà có một cái cục huyết khối hoặc là một cái mảng xơ vữa hoặc là cái vấn đề gì đó nó làm tắc cái mạch máu, thì cái phân sóng mạch máu nó dần dần nó sẽ các cái tế bào thần kinh nó chết, và nó tạo thành các cái lõi nhồi máu, và xung quanh thì cái vùng tránh tối tránh sáng thì nó sẽ là bị thiếu máu, và những cái vùng này nếu mà người ta không can thiệp kịp thời, không chẩn đoán kịp thời, thì dần dần cái chức năng về thần kinh của nó có thể suy giảm, và có thể là rất là nhiều trường hợp có thể là nặng nề, và bệnh nhân có thể là tiến tới tử vong. Thì có rất là nhiều cái kỹ thuật mà mình có thể ứng dụng để mà chẩn đoán nguyên nhân cũng như là tiên lượng hoặc là đánh giá sau điều trị của đột quỵ. Thì đối với hình ảnh học đột quỵ thì người ta sẽ chia thành đó là hình ảnh nhân nhồi máu, hình ảnh tánh sáng tánh tối, rồi hình ảnh là tắc nghẽn, và cái hình ảnh của tuần hoàn biến hay là tuần hoàn băng hệ. Thì có rất là nhiều cái kỹ thuật, thì đấy là theo cái một cái tờ báo mà tôi đã trích dẫn cái nguồn ở dưới đây. Thì giả sử như là chúng ta nếu mà muốn xác định được cái lõi nhồi máu thì có thể là sử dụng các cái kỹ thuật từ CT, CTA, CTP hoặc là cộng hưởng từ khuếch tán, rồi đánh giá tránh vùng tránh tối tránh sáng, tức là vùng nhồi máu nào mà có thể cứu được, như là chúng ta có thể là sử dụng CTP, MRP hoặc là DWI, hoặc là để mà xác định được cái vị trí tắc nghẽn của các cái mạch máu lớn hoặc là thậm chí là những cái mạch máu nhỏ, thì chúng ta có thể là sử dụng CTA hoặc là MRA. Nói là để đánh giá được cái tuần hoàn bên hay tuần hoàn băng hệ thì có rất là nhiều các kỹ thuật, ví dụ như là kỹ thuật cắt lớp vi tính đa pha như thầy Quỳnh có trình bày cho các anh chị rồi, hoặc là các cái kỹ thuật chụp chụp cộng hưởng từ mạch máu có hoặc là không tiêm thuốc, thì cũng có những cái kỹ thuật có thể đánh giá cái tuần hoàn bên hay tuần hoàn băng hệ này. Thì như vậy là trong cái bài ngày hôm nay thì giờ chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian, cho nên là tôi xin phép tôi trình bày lần lượt các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ, với lại là cái với ở dừng ở cái ngang mức đó là cái nguyên lý ứng dụng và một số cái lưu ý kỹ thuật căn bản thôi. Còn cái về cái nguyên lý vật lý thì chắc là chúng ta sẽ, nếu mà có dịp thì chúng ta sẽ hẹn vào cái dịp sau chúng ta đi đi sâu vào, bởi vì cái phần nguyên lý vật lý thì nó rất là sâu xa và nó cần phải có những cái kiến thức vật lý nó rất là nhiều. Mà trong một cái buổi như vậy khoảng 45 phút cho tới 60 phút thì chúng ta không thể đi được toàn bộ được. Nhưng mà đối với các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được lựa chọn trong đột quỵ thì có thể là đột quỵ cấp bản cấp hoặc là đột quỵ hoặc là theo dõi sau đột quỵ, thì chúng ta có cơ bản chúng ta sẽ có các kỹ thuật sau đây. Thứ nhất về cắt lớp vi tính thì nó bao gồm đó là cắt lớp vi tính không thuốc, rồi là cắt lớp vi tính mạch máu não, trong đó có cắt lớp vi tính là mạch máu, tức là chúng ta chỉ có khảo sát hệ hệ cái mạch máu cảnh nào thôi, hoặc là cắt lớp vi tính mạch máu não đa pha thì chúng ta có thể là đánh giá
động mạch, đánh giá tĩnh mạch và đánh giá thi thể để mà đánh giá cái tuần hoàn vàng hệ ở tại cái vị trí tắc nghẽn nó hoặc là những cái vùng nhồi máu nó ra sao, rồi là CTP thì để đánh giá cái vùng tránh tối tránh sáng, tức là đánh giá cái vùng nhân nhồi máu, tức là cái vùng mà tế bào não đã chết, và cái vùng tránh tránh tối tránh sáng để mà quyết định các cái thái độ điều trị sau này. Về cổng hưởng từ thì cũng có các cái cổng hưởng từ với các cái chuỗi súng thương quý. Thì các cái chuỗi súng thương quý này thì nếu mà chúng ta ép súng thì chúng ta có thể là thực hiện trong vòng khoảng 10 đến 12 phút tùy theo cái tình trạng bệnh nhân có hợp tác được trong quá trình chụp hay là không. Chứ đối với những cái bệnh nhân đột quỵ tới phòng cổng hưởng từ thì có thể là họ bị kích thích, họ giãy giụa hoặc là họ không hợp tác với việc nằm im, cho nên là cái đó nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái tình trạng của bệnh nhân. Tuy nhiên là để mà thực hiện hai cái chuỗi súng như thầy Toàn và thầy Quỳnh có chia sẻ trước đó là chuỗi súng flare và chuỗi súng diffusion, thì nó tối đa, tức là cái thời gian mà để đạt được một cái hình ảnh có chất lượng tối ưu nhất là khoảng 7 phút. Nhưng mà nếu mà chúng ta ép súng, chúng ta thực hiện với một cái mức đó là chẩn đoán được hoặc là chẩn đoán cấp cứu thì nó sẽ có khoảng là cỡ 5 phút hoặc là thậm chí là dưới 5 phút. Rồi là các cái kỹ thuật cao hơn như là kỹ thuật MR perfusion, tức là cổng hưởng từ tưới máu, thì cái này nó cũng tương tự như là CT tưới máu, tuy nhiên có rất là nhiều các cái kỹ thuật khác nhau, trong đó có kỹ thuật là có sử dụng tiêm thuốc đổi quang tư tĩnh mạch hoặc là kỹ thuật không cần tiêm thuốc đổi quang tư tĩnh mạch mà lại sử dụng là các cái proton H cộng của nước để mà đánh giá cái sự tưới máu nào, hoặc là một số cái kỹ thuật cập nhật, nói cập nhật thì nó cũng không đúng, nhưng mà một số cái kỹ thuật mà chúng ta ít ứng dụng trên lâm sàng để mà chẩn đoán các cái bệnh lý trong đặc biệt là trong đột quỵ cấp, nhưng mà thường thường là để mà đánh giá những cái trường hợp như là theo dõi bệnh nhân sau sau điều trị đột quỵ chẳng hạn, hoặc là tiên lượng những cái nguy cơ có thể dẫn tới đột quỵ sau này, ví dụ như là kỹ thuật sodium MRI để hoặc là kỹ thuật high resolution vessel wall imaging, thì cái này là để có chụp cổng hưởng từ mạch máu độ phân giải cao để mà xem là trong cái lòng mạch nó có các cái mảng tơ vữa hay là tình trạng viêm mạch như thế nào, hoặc là sodium MRI thì các anh thầy thì đã biết đó là về bệnh học, thì khi mà bệnh nhân có đột quỵ thì các cái kênh natri kali ATP ấy, thì nó sẽ bị hư hỏng và như vậy nó có kéo nước ra ngoài tế bào và kéo natri vào, cho nên là cái mức độ tập trung của natri thì nó sẽ cao hơn, cho nên là người ta có ứng dụng cái điều đó để mà tạo ảnh cổng hưởng từ để mà khảo sát được cái vùng nhân nhồi máu. Thì bây giờ tôi sẽ đi lần lượt vào các nguyên lý ứng dụng của các cái kỹ thuật này. Đầu tiên đó là kỹ thuật cắt lớp vi tính sỏi não không tiêm thuốc. Thì về cái quy trình kỹ thuật thì nó khá là đơn giản, miễn sao là bệnh nhân tới với đang vẫn đang còn hợp tác, còn nếu mà trong trường hợp bệnh nhân khó hợp tác thì chúng ta cần phải sử dụng các cái vật vật dụng để mà cố định bệnh nhân. Lưu ý đó là luôn luôn là đặt bệnh nhân thật là cân xứng, rồi là đặt cửa sổ thích hợp, rồi là đối với những cái bệnh nhân đột quỵ thì cái việc ảnh giải nó chuyển động là nhiều khi chúng ta không thể là kiểm soát được, cho nên cái việc đặt bệnh nhân từ đầu thì chúng ta phải kỹ càng, thì khi đó cái hình ảnh cắt lớp vi tính sỏi não không thuốc thì nó mới mới đẹp. Bởi vì như như ở cái phần thầy Quỳnh đã trình bày ấy, thì đối với đột quỵ thì nếu mà đột quỵ tới sớm hoặc là những cái trường hợp tổn thương, giả sử như là giảm giảm tỷ trọng hoặc là phù não nhẹ, nếu mà các anh chị đặt bệnh nhân không cân xứng hoặc là cửa sổ không thích hợp thì cái việc so sánh giữa hai hai bản cấu đại não thì nó rất là khó khăn, cho nên là cái việc làm kỹ thuật nó rất là quan trọng, từng ly từng tí từ cái quá trình đặt bệnh nhân cho tới là quá trình hiển thị hoặc là in phim. Tiếp theo đó là kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính mạch máu não. Thì đối với kỹ thuật cắt lớp vi tính mạch máu não thì lưu ý đó là đối với trường hợp là bệnh nhân đột quỵ thì cái trường cắt chúng ta phải nên cắt từ cung động mạch chủ tới đến hết cái vòm sọ, đến hết cái vòm sọ, bởi vì theo các cái tài liệu hoặc là theo lâm sàng, các cái thông tin lâm sàng liên quan đến bệnh nhân thì có thể có rất là nhiều nguyên nhân gây đột quỵ, có thể là từ cái mảng xơ vữa hoặc là mảng huyết khối nó đi theo các cái mạch máu hướng não này nó lên trên não, cho nên là cái việc mà chụp cắt lớp vi tính mạch máu não, tuy nhiên cái việc bao gồm động mạch cảnh là cái yêu cầu cần thiết mà chúng ta cần phải lưu ý. Tuy nhiên đó, thì đối với những cái máy mà cắt lớp vi tính mà nó hạn chế dày đầu do, như ở trường mình chỉ có máy 16 thì cái việc cắt cắt một cái trường quét dài như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là có thể là
chúng ta cắt những cái lát cắt mỏng với những cái với giá trị pit nhỏ hơn mắc một á, thì có thể là cái thời gian quét nó dài, mà thời gian quét nó dài thì nó sẽ gây đến một cái hiện tượng đó là venous contamination, tức là nó làm nhiễm bẩn tĩnh mạch, tức là thuốc nó quá tĩnh mạch. Thì khi mà thuốc quấn quá tĩnh mạch thì nó sẽ khó đánh giá hơn về cái hình thái và cấu trúc của mạch máu. Tuy nhiên đối với các lớp vi tính mạch máu, đặc biệt là trong đột quỵ, thì cái việc tái tạo VRT, tức là tái tạo theo thể tích, thì nó lại không quá quan trọng, mà cái việc tái tạo theo MIP, tức là tái tạo theo tỷ trọng tối đa theo ba mặt phẳng, đó là ACO, ACO, coronal và sagittal, thì nó quan trọng hơn, bởi vì nó thực hiện rất là nhanh và nó chỉ ra ngay cái vị trí tắc, vị trí có bệnh lý cho bác sĩ để người ta can thiệp hoặc là người ta đưa ra những cái quyết định can thiệp. Cho nên là cái việc mà đối với trường hợp đột quỵ, chúng ta cần phải giải quyết nhanh, xử lý nhanh, in phim nhanh, thì cái việc tái tạo VRT hoặc là tái tạo theo cái hình ảnh DSA view thì nó không cần thiết. Về cái lượng thuốc cản quang thì nó sẽ tùy thuộc, nhưng mà có thể tiêm khoảng 50 hoặc là 60 ml thuốc cản quang là đủ. Thì bây giờ đối với cái xu hướng chung của cắt lớp vi tính, đó là thứ nhất đó là giảm liều nhiễm xạ cho bệnh nhân, và cái thứ hai đó là giảm liều thuốc cản quang bơm vào cho bệnh nhân, đặc biệt là đối với những trường hợp là máy mà có tốc độ quét nhanh thì thuốc cản quang nó càng giảm. Thì như vậy là CTA nó chỉ có đánh giá được các cái mạch máu lớn ở nội sọ và mạch máu hệ động mạch cảnh, mà nó không đánh giá được cái tình trạng tuần hoàn van hệ. Thì vì vậy mà trong một những cái nghiên cứu gần đây, đặc biệt là nghiên cứu vào năm 2015 mà nó được public ở trên cái hội chẩn đoán hình ảnh Mỹ, tức là ASNA, thì người ta đã từ cái kỹ thuật CTA, người ta modify nó lên thành một cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật CTA đa pha, tức là multi phase CTA. Thì ngoài cái việc đánh giá được các cái mạch máu lớn nội sọ nó tắc nghẽn ở đâu, nó hẹp như thế nào, bao nhiêu phần trăm, dựa vào các kỹ thuật tái tạo, thì khi mà chúng ta sử dụng kỹ thuật multi phase CTA này thì chúng ta có thể đánh giá được tình trạng của cái tuần hoàn phủ hay tuần hoàn van hệ, để đánh giá xem là cái vùng nào nó bị thiếu máu, nó có được cấp máu với cái mức độ tuần hoàn van hệ là yếu, là trung bình hay là tốt. Thì như thầy Quyên đã trình bày cho các anh chị, đó là trong trường hợp mà nó trung bình cho đến tốt thì có thể là không cần phải can thiệp để mà lấy huyết khối cơ học. Thì đấy là một cái quy trình mà nó đã được public từ năm 2015 ở ASNA. Thì các anh chị có thể thấy là cái quy trình chụp cắt lớp vi tính mạch máu nào đa pha nó bao gồm, thứ nhất đó là cái thi không thuốc. Thì thi không thuốc này nó chính là cái thi cắt lớp vi tính sau nào không thuốc, để mà đánh giá những loại trừ cái nhân xuất huyết đấy. Thì cái này thì các anh chị có thể là chỉ cần cắt từ nền sọ cho tới đỉnh đỉnh sọ thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch và theo dõi dưới bolus tracking hoặc là test bolus, thì cái đó là tùy cơ sở hoặc là tùy cái yêu cầu của các anh chị. Sau đó là chúng ta sẽ chụp thi động mạch. Thì chụp thi động mạch này tương đương với chữ CTA động mạch cảnh nào, với cái trường cắt từ tối thiểu, đó là từ cung động mạch chủ cho tới là hết cái vòm sọ. Thì như vậy là chúng ta sẽ đánh giá được các cái nhánh của động mạch hướng nào, tình trạng của các nhánh động mạch hướng nào, lông của các mảnh động mạch hướng nào, đồng thời cũng đánh giá được các cái mạch máu lớn trong nội sọ. Sau đó thì chúng ta sẽ để đi lấy một khoảng thời gian là 8 giây từ từ cái thi động mạch qua cái thi tĩnh mạch và qua cái thi trễ. Thì giữa các cái thi này chúng ta chỉ có đi lấy là khoảng 8 giây thôi, và cái thời gian quét cái trường cắt của đối với hai thi sau, đó là thi tĩnh mạch và thi trễ, thì chúng ta chỉ cần quét từ cái nền sọ lên tới cái đỉnh sọ. Thì như vậy là qua cái thi động mạch, qua tĩnh mạch và qua đi lấy, thì như vậy chúng ta ngoài cái việc đánh giá tình trạng của các cái mạch máu lớn thì chúng ta cũng đánh giá được các cái tình trạng tuần hoàn van hệ. Thì đấy là đối với những cái máy tốt rồi, máy 64 giải đô jo trở lên, thì khi đó cái scan time nó rất là ngắn. Thì khi đó các anh chị có thể để cái thời gian đi lấy giữa các cái thi là khoảng 8 tới 10 giây. Tuy nhiên là để quá 10 giây thì nó sẽ hình ảnh của nó, ví dụ như là thi động mạch nó sẽ xen lẫn mạch tĩnh mạch, và tĩnh mạch thì có thể là nó quá là mù. Cho nên chúng ta cần lưu ý với việc là cái scan time nó là nhanh hay là chậm. Ví dụ như đối với máy 16 lát cắt, thì đấy là một cái public, nó được public năm 2018, thì nó cũng khá là mới, nó không hẳn là cũ, dành cho những cái cơ sở mà nghèo nàn.
tức là chỉ được trang bị là máy 16 lát cắt thôi. Thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái kỹ thuật cắt lớp vi tính mạch máu đa pha này để mà đánh giá được các cái mạch máu lớn nội sọ và đồng thời là đánh giá được tình trạng tuần hoàn van hệ. Thì ví dụ như nhìn hình ảnh C và hình ảnh D này, đây là thùy động mạch và đây là thùy tĩnh mạch, thì anh chỉ thấy là các cái mạch máu nhỏ ở đây, thì đối với thùy tĩnh mạch nó hiển thị được nhiều hơn nhá. Thì về quy trình thì chúng ta có thể modify của nó theo kiểu là chúng ta có thể là chụp từ cung động mạch chủ lên tới đỉnh sọ, sau đó chúng ta sẽ chụp thùy tĩnh mạch và sau đó chụp thùy muộn xuống hết cái phần mạch máu ở cổ. Thì đối với cái phần mạch máu ở cạnh hoặc là các cái mạch máu hướng nào ở đoạn cổ ấy, thì nếu các anh chị chụp thùy động mạch thì có thể rất là dễ cái nhiều ảnh ở cái tĩnh mạch cạnh ấy, thì thuốc tập trung nó cao, nó có thể artifact bởi vì nó có phụt lên ít nhiều, nên cho nên là nếu mà chụp thùy trễ ấy, thì khi đó cả động mạch cả tĩnh mạch nó đều tăng quá, thì cái việc khảo sát long mạch hoặc là khảo sát cái nguy cơ khác có thể gây thiểm toán quá thì cũng có thể là đánh giá được. Còn đấy, đây là cái protocol mà tôi đã tiến hành xét tại bệnh viện tại khoa chẩn đoán hình ảnh trường đại học Y Dược Huế. Thì đầu tiên là tôi cắt một cái thi không thuốc trước, là chỉ có khu trú ở cái vùng từ nền sọ cho tới là đỉnh sọ thôi. Sau đó tôi cắt cái thi CTA từ cung động mạch chủ cho tới là đỉnh đầu. Sau đó tôi đi lấy khoảng 4 giây để chụp thi tĩnh mạch và đi lấy khoảng 4 giây nữa để chụp thi thi muộn. Và cái khoảng cách giữa các thi và scan time thì đối với cái trường cắt từ cung động mạch chủ tới 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 đỉnh sọ thì khoảng mất tới 7 đến 8 giây. Còn cái scan time của cái thi tĩnh mạch và thi muộn thi trễ thì cũng khoảng 4 giây. Thì như vậy là đánh giá cái tình trạng mạch máu từ động mạch qua tĩnh mạch từ qua qua thi trễ nó thay đổi như thế nào, thì theo cái cảm quan hoặc theo cái đánh giá của một số bác sĩ thì nó khá là tốt và cái liều xạ của nó cũng tương đối là thấp. Tổng liều cả thi không thuốc, thi động mạch, thi tĩnh mạch và thi trễ nó chỉ có khoảng là 1.000 DLP là khoảng 1.400 cho tới 1.500. Thì đấy là một số cái hình ảnh của tuần hoàn van hệ mà ở mức đó là kém, ở mức trung bình hoặc là ở mức tốt. Thì ví dụ như ở đấy một trường hợp là bệnh nhân có tắc ở cái nhánh M1 của động mạch não giữa bên trái, thì anh chỉ thấy là ở cái thi động mạch thì ở mạch máu ở hai bán cầu nó hiển thị nó ra đều, thì tĩnh mạch cũng vậy và thi muộn cũng vậy. Nhưng mà đối với trường hợp là bệnh nhân là có tuần hoàn van hệ kém á, thì giả sử như ở đây bệnh nhân có tắc ở cái nhánh M1 của động mạch não giữa bên trái, thì ở thi động mạch thì nó không hiển thị, nhưng mà thi tĩnh mạch thì nó một số mạch máu nó hiển thị nó kém hơn so với bên đổi bên, và đối với thi muộn thì bên này nó còn còn thấy mạch máu nhưng mà ở đổi bên thì nó đã thoát ra khỏi cái động mạch rồi. Thì như vậy là cái kỹ thuật cắt lớp vi tính mạch máu đa thi này thì nó đánh giá được cái tình trạng, ngoài cái việc là đánh giá cái tình trạng tuần hoàn van hệ á, thì nó cũng đánh giá được các cái mạch và cấu trúc cái mạch máu lớn trong nội sọ nó rất là tốt. Và chúng ta chỉ cần cái sử dụng cái kỹ thuật đó là MIP, tức là tái tạo theo tỷ trọng tối đa như thế này, là có thể là bộc lộ ra được các cái tổn thương nó liên quan đến đột quỵ rồi. Tiếp theo đó là một cái kỹ thuật nó cao cấp hơn và đòi hỏi là có tức đòi hỏi cả về cái phương tiện máy móc và cũng như là các cái phần mềm xử lý hình ảnh cần phải được trang bị một cách đồng bộ. Thì rất tiếc là cái kỹ thuật tưới máu não này thì ở trường mình là chưa thực hiện được, bởi vì máy chỉ có máy 16 lát cắt và cái phần mềm thì nó cũng khá là đắt tiền. Thì cái này có rất là nhiều lưu ý về quá trình chuẩn bị bệnh nhân, về tương phản, về hậu xử lý, bởi vì cái quá trình hậu xử lý nó cần định lượng đa thông số, ví dụ như các cái thông số CBV, CBF, CV RNTT. Thì một cái lưu ý đối với kỹ thuật chụp tưới máu não hay là CTP đó là bệnh nhân phải tuyệt đối nằm yên trong quá trình chụp. Bất cứ một cái quá trình xê dịch nhỏ nào của bệnh nhân thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc định lượng đa thông số nó có thể là sai sót. Và một cái nữa đó là đối với các máy cắt lớp vi tính thì nó chỉ cũng có một cái độ quan trọng, đó là cái độ bao phủ của nó là khoảng bao nhiêu. Thì đây là cái độ bao phủ, ví dụ như là máy 16 hoặc là máy 64 thì độ bao phủ của nó khoảng 8 mm. Đối với những cái máy khác thì có thể là độ bao phủ nó cao hơn, hoặc là máy giả sử như máy 320 dải đầu gió thì có thể là độ bao phủ của nó lên tới 16 cm, thì có thể là bao phủ được toàn bộ cái phân thể tích nào. Thì khi đó chúng ta chụp dynamic đánh giá
cái tình trạng tưới máu não đối với những cái bệnh nhân đột quỵ thì nó rất là tốt. Tuy nhiên á, đối với những cái máy mà độ bao phủ nó nhỏ, tức là nó không thể bao phủ được toàn bộ thể tích mạch máu não, thì chúng ta có thể thể chia thành hai liều thuốc cản quang là 40 tiêm lần thứ nhất, chụp dynamic qua 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 một đoạn, sau đó thì chúng ta lặp lại với một liều 40 và chụp dynamic ở một cái phần trên nó cho tới khi là hết cái phần nghi ngờ tổn thương. Tuy nhiên là cái phần ghép, tức là cái khoảng hở giữa hai cái slab này thì nên là bằng zero, bởi vì nếu mà chồng á, nếu mà có sự chồng giữa hai cái slab trong những cái trường hợp mà tổn thương lan rộng như vậy thì nó sẽ bệnh nhân phải nhiễm một cái liều nhiễm xạ là không phải là gấp đôi mà phải là gấp tức là cái liều xạ nó cao hơn. Thì có rất là nhiều cái hình ảnh mà các anh chị có thể tìm kiếm trên mạng, đó là đối với những cái bệnh nhân chụp mà CTP trong đột quỵ ấy, thì họ có thể là chụp nhiều lần hoặc là chụp theo dõi nhiều lần, thì như vậy là cái phần tóc tóc ở ngay cái vị trí mà chiếu tia thì nó là rụng rụng sau đó thì theo dõi sau các sau nhiều tuần thì tóc bệnh nhân rụng đi rất là nhiều cái vùng chiếu tia đó. Cho nên cái phần cắt lưu cái tĩnh mạch máu não đối với những cái bệnh nhân mà nhạy cảm phóng xạ, bệnh nhân là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hoặc là trẻ em thì chúng ta nên cân nhắc. Thì đấy là một cái, thực ra là có rất là nhiều cái protocol để mà chụp cắt lớp vi tính mạch máu và tưới máu não. Thì có thể là chúng ta sẽ chụp rất là nhiều các lát, rất là nhiều cái tức là chúng ta sẽ chụp dynamic liên tục trong vòng là khoảng 35 tới 45 giây. Tuy nhiên có một số nghiên cứu mà tôi tìm hiểu được thì thấy là trong cái khoảng thời gian 30 đến 35 giây hoặc là tới 40 giây thì nó không đủ để đánh giá toàn bộ cái sự tưới máu não đối với những bệnh nhân đột quỵ. Cho nên là có rất là nhiều cái protocol nó kéo dài lên tới 60 giây hoặc là thậm chí là 90 giây. Tuy nhiên là để giảm cái lượng an toàn bức xạ thì người ta cứ chụp một giây một lần trong vòng 40 giây đầu, và sau 40 giây cho tới 90 giây thì người ta sẽ chụp 3 giây một lần, 3 giây một lần. Thì như vậy là người ta cũng có thể là giảm liều phóng xạ cho bệnh nhân mà vẫn đánh giá được cái tình trạng tưới máu não, xác định được vùng lõi nhồi máu và cũng như là cái vùng tránh tối tránh sáng. Thì đối với có rất là nhiều cái cách giảm liều chiếu xạ cho bệnh nhân, ví dụ như là trong trường hợp mà CTP thì cái mức KV là mức KV tối thiểu, và có thể là linh động giữa việc là 1 giây một lần, 2 giây một lần, 3 giây một lần hoặc là 4 5 giây một lần. Thì theo nghiên cứu là đối với 40 giây đầu tiên thì cái khoảng cách giữa các cái lần thu hình là chỉ có 1 giây hoặc 2 giây một lần thôi. Tuy nhiên có những cái nghiên cứu khác thì 1 giây, 2 giây hoặc 3 giây hoặc 4 giây, tức là nó cứ cách đều giữa những lần thu hình như vậy, thì người ta thấy rằng trong khoảng 1 đến 3 giây thì nó không ảnh hưởng tới cái việc là định lượng đa thông số đối với các cái chỉ số CBF, CBV hoặc là MTT. Thì đấy là một cái quy trình chụp CT của đối với bệnh nhân đột quỵ. Thì cái này cũng tương tự như cái quy trình mà thầy Quỳnh cũng có đã nói sơ qua. Thì tổng thời gian từ lúc mà chúng ta chụp CT không thuốc cho tới là CTA hoặc là CTP và tới cái mức đó là định lượng đa thông số và đọc kết quả thì tối thiểu là chúng ta cố gắng là trong khoảng 12 phút. Thì đấy là một cái quy trình mà tham khảo ở cái trang web của Siemens. Đó là một số cái điểm, một số cái nét hoặc là một số cái nguyên lý ứng dụng cơ bản đối với cắt lớp vi tính. Thì sau đấy cắt lớp vi tính coi như là một cái phương tiện đầu tay, tuy nhiên là cộng hưởng từ thì ngày càng phát huy vai trò bởi vì thời gian của cộng hưởng từ ngày càng được giảm với cái độ phân giải không gian cao, độ phân giải cấu trúc cao cùng với các cái chuỗi súng nó rất nhạy trong việc phát hiện các cái vấn đề liên quan đến đột quỵ. Thì một cái protocol tốt trong, tức là một cái giao thức tốt về cộng hưởng từ để mà đánh giá các cái đánh giá đối với những cái bệnh nhân đột quỵ, nó bao gồm các cái chuỗi súng cơ bản như là ở slide này. Thì ở slide này tôi không sắp xếp theo thứ tự ưu tiên mà tôi sắp xếp theo thứ tự từ các cái chuỗi súng cơ bản tới những cái chuỗi súng nâng cao thôi. Còn cái việc sắp xếp các cái thứ tự ưu tiên thì hai cái chuỗi súng flare hoặc là diffusion thì chúng ta có thể là đưa lên đầu, sau đó là cái chuỗi súng SY, còn chuỗi súng T1, T2 hoặc là MRAA thì là những cái option thêm hoặc nó tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân. Thì đối với cái chuỗi súng T1 thì chủ yếu đó là để mà đánh giá giải phẫu, đặt các lát cắt cho đối với những cái chuỗi súng tiếp sau đó. Cho nên là đối với chuỗi súng T1 thì tôi tạm thời tôi bỏ qua. Tuy nhiên chuỗi súng T1 thì có những cái chuỗi súng nó có độ phân giải cao, chụp có thể là chụp trước và sau tiêm thuốc thì đánh giá được cái tình trạng thanh mạch máu.
đó là kỹ thuật mà chụp thanh mạch máu đầu phân giải cao, ví dụ như kỹ thuật space hoặc là cấp hoặc là Vista đối với các quy cái từ tên thương mại của mỗi hàng máy khác nhau. Đầu tiên đó là cái chuỗi sung T2 á. Chuỗi sung T2 thì về nguyên lý cơ bản của nó có thể là ứng dụng cái sơ đồ nguyên lý của chuỗi sung spin echo hoặc là chuỗi sung fast spin echo để mà tạo tín hiệu. Thì đối với chuỗi sung T2 thì anh chỉ lưu ý hai cái thông số, đó là TR dài và TE dài. Đó, TR dài và TE dài. Đối với fast spin echo thì sẽ có một cái thông số đó là turbo factor. Thì turbo factor nó chỉ có đóng khoảng là 14 đến 16 thì nó là được. Thì đối với cái chuỗi sung T2 này thì có một cái hiện tượng, đó là hiện tượng flow void. Thì hiện tượng này là các bác sĩ hoặc là các cái kỹ thuật viên cũng cần lưu ý, tức là khi mà trên cái hình ảnh T2 thông thường thì sẽ có cái hiện tượng flow void, tức là hiện tượng trống dao, tức là tín hiệu trong lòng mạch máu thì nó sẽ giảm. Tuy nhiên là có một số trường hợp, đặc biệt là những bệnh nhân đột quỵ hoặc là bệnh nhân thiếu máu não, tức là vì cái nguyên nhân gì đó mà trong lòng mạch máu nó mất đi cái tín hiệu trống dao này, tức là nó sẽ thay vì tín hiệu thấp thì nó lại có tín hiệu cao, tức là nó tăng tín hiệu. Thì nó sẽ có hai nguyên nhân: một đó là có thể là dòng chảy chậm, hai có thể là huyết khối hoặc là mảng xơ vữa hoặc là vân vân hoặc là vấn đề gì đó trong mạch máu. Thì cái hiện tượng flow void này nó xảy ra bởi vì hai nguyên lý, đó là nguyên lý time of flight hoặc là nguyên lý spin phase effect. Tức là nguyên lý time of flight, tức là khi mà các cái proton trong mạch máu nó được kích thích, nhưng mà mạch máu là một cái nó chuyển động, cho nên các cái proton bị kích thích thì nó chuyển động ra khỏi lát cắt, và thay vào đó là các cái proton nó chưa bị bão hòa, nó chạy vào lát cắt, thì khi đó nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là trống dòng hoặc là cái hiện tượng spin phase. Thì hiện tượng spin phase effect này á, thì nó sẽ xảy ra trong cùng lát cắt, ví dụ các anh chị thấy ở cái động mạch nào vừa ở đây. Thì cái hiện tượng spin phase này là gì? Là giả sử như chúng ta kích thích tại cái proton ở đây, nhưng mà trong quá trình đó các proton nó sẽ bị thứ duệ và nó sẽ chảy ra ở cái ngoài này, như vậy nó sẽ mất phá đi, và khi nó mất phá đi thì như vậy là tín hiệu của nó sẽ trống, cho nên chúng ta thấy cái hiện tượng trống dòng là như vậy. Thì hiện tượng trống dòng là nó hiển thị nó xảy ra trong lát cắt, tức là in plane, còn hiện tượng flow void thì nó sẽ xảy ra là ngoài lát cắt, là through plane. Hoặc là hiện tượng trống dòng này các anh chị cũng có thể thấy được đối với các cái dòng chảy của dịch não tủy, thì cũng có thể thấy là những cái hiện tượng trống dòng đây, những cái dòng chảy màu đen như thế này. Thì đối với hiện tượng trống dòng này thì đối với một số bệnh lý, người ta cần đánh giá được cái đánh giá là xem cái dòng chảy của dịch não tủy, tốc độ của dòng chảy của dịch não tủy như thế nào, thì người ta cũng ứng dụng cái hiện tượng trống dòng này để mà tạo ảnh. Đây là cái nguyên lý. Cái hình ảnh thì vừa rồi tôi cũng đã nhắc lại rồi, nên tôi thảo thời tôi bỏ qua. Ví dụ như là nó ứng dụng cái hiện tượng time of flight effect này để mà tạo là cái hình ảnh cộng hưởng từ không tiếng quốc, đó là chính là cái chuỗi súng súng top, hoặc là hiện tượng spin phase này để mà tạo ra cái, tức là cái sự lệch phá của các cái phá để mà tạo ra cái hình ảnh cộng hưởng từ mạch máu đen. Thì trong cộng hưởng từ mạch máu sẽ có kỹ thuật máu trắng và kỹ thuật máu đen, thì có thể là sử dụng những cái hiện tượng này để mà tạo ra hình ảnh. Tiếp theo đó là cái chuỗi sung flare. Thì chuỗi sung flare này thì tức là chuỗi sung T2 flare. Thì chuỗi sung này á, thì các anh chị thấy là tuyến của chuỗi sung T2 thì tín hiệu của dịch não tủy thì nó tăng, cho nên là cái việc là xem đối những cái tổn thương nó cạnh gần các cái rãnh cuộn nào hoặc là ở vùng nền sọ thì nó có thể là khó khăn, cho nên là người ta sẽ sử dụng cái chuỗi sung T2 flare để mà xét một cái giá trị TI nó bằng với khoảng 0.69 của giá trị T1 của dịch não tủy, để mà xóa dịch não tủy ra khỏi cái hình ảnh, và đồng thời là tăng cái sự phân biệt giữa chất xám và chất trắng để đánh giá các cái tổn thương, đặc biệt là trong cộng hưởng từ đột quỵ thì có thể là những cái tín hiệu tùy theo cái giai đoạn của đột quỵ mà có thể là có các cái tín hiệu phụ hoặc là tăng tín hiệu trên chuỗi sung T2 này. Thì chuỗi sung T2 flare thì nó giảm các cái tín hiệu của dịch não tủy, và khi mà giảm được cái tín hiệu của dịch não tủy thì chắc chắn nó sẽ làm giảm hoặc là nó xóa đi cái nhiều ảnh đó, cái dòng chảy của dịch não tủy có thể xảy ra trên hình ảnh, và khi đó thì nó ảnh giả là gì ạ? Là ảnh giả là cái ảnh mà nó không phải là cấu trúc giải phẫu, nhưng mà nó lại hiển thị lên cái cấu trúc giải phẫu đó, nó có thể gây nhầm lẫn các cái tổn thương. Tuy nhiên trong đột quỵ thì nó không đến mức là nhầm lẫn, tuy nhiên là cái việc mà để đảm bảo chất lượng hình ảnh thì chúng ta cũng cần phải
kiểm soát các cái nhiễu ảnh có thể xảy ra trong cái quá trình chụp. Giả sử như cái chuỗi sống tế hai phân này ấy, thì có thể thấy được cái mức độ phù độc tế bào 66 giờ sau khi khởi phát cơn đột quỵ với cái việc là tăng tín hiệu ở trên cái chuỗi sống T2 phân lẻ. Thì đối với chuỗi sống T2 phân lẻ này á, thì cũng có một cái là chúng ta có thể đánh giá được các cái huyết khối hoặc là tắc mạch hoặc là cái dòng chảy chậm, bởi vì là với hiển thị với là cái sự tăng tín hiệu ở cái mạch máu bị ảnh hưởng và nó xuất hiện ở khoảng 65% các trong trường hợp, thì tương tự những cái chuỗi sống T2 vậy. Cho nên là FLE và T2 là hai cái chuỗi sống mà có thể là bổ trợ kết hợp với nhau trong cái việc là xác định xem là cái mạch máu đó là dòng chảy chậm hay là có cục huyết khối ở trong đó. Thì đối với cái chuỗi sống sống T2 FLE thì có các cái nhiều ảnh có thể xảy ra, đặc biệt là chúng ta chụp tại T2 2D các cái lát cắt ASEAN chẳng hạn, thì những cái phần nền sọ hổ sáu hoặc là cái phần cầu não này thì có rất là nhiều cái nhiễu ảnh có thể xảy ra, nó gây ảnh hưởng khó khăn trong việc bác sĩ chẩn đoán, nó mai mít cái tổn thương. Cho nên là cái việc mà sử dụng các cái kỹ thuật để mà giảm thiểu được các cái nhiễu ảnh ở vùng này, ví dụ như là kỹ thuật FLE 2D cộng với một cái chuỗi sống đảo ngược thì cái này nó sẽ kéo dài thêm 1 phút, hoặc là sử dụng kỹ thuật FLE 3D thì thay vì nó sử dụng các cái chuỗi sống đảo ngược ở phía trước, tức là phía dưới hoặc là phía trên lát cắt, thì bây giờ là sử dụng theo cả ba hướng, thì như vậy là hình ảnh T2 phân lẻ thì nó sẽ có cái độ phân giải nó cao hơn và tránh được các cái nhiều ảnh ở cái vùng nền sọ và hổ sau. Ngoài ra cái ngoài vấn đề về nhiều ảnh liên quan tới cái liên quan tới là hình ảnh 2D hay hình ảnh 3D như vậy, thì đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà có cái sự có mặt của kim loại trong cái vùng cân chụp ấy, thì nó cũng có thể gây ra những cái ảnh giả như thế này. Ví dụ như đấy là trường hợp mà anh chỉ thấy là ở cái vùng trán thì cái vân dịch nào tùy nó vẫn tăng tín hiệu, hoặc là cái vùng này thì ở đấy nó bị mất tín hiệu gây méo mó hình ảnh, và ở cái phần thùy thái dương hai bên này nó cũng tăng tín hiệu, thì có thể là nhầm nhầm lẫn với cái việc đó là xuất huyết dễ nhện, hoặc là rất là khó khăn trong cái việc phân tích hình ảnh, hoặc là trên cái chuỗi sống T2 sao gradient echo, hoặc là chuỗi sống SY đấy, chúng ta sẽ thường quen với cái khái niệm là chuỗi sống SY thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nhạy cảm tư, cho nên là cái phần nhu mô não ở phần trước này thì chúng ta hoàn toàn không thể đánh giá được, bởi vì sự có mặt của chất sắt tư ở đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc chẩn đoán. Thì cái lưu ý duy nhất đó là đối với bệnh nhân đột quỵ, mặc dù là cần phải cấp cứu, chụp nhanh, chụp khẩn, nhưng mà cái việc đảm bảo những cái vấn đề liên quan đến an toàn cộng hưởng tư và nó có thể liên quan đến cái việc là chất lượng hình ảnh thì chúng ta cũng vẫn cần phải đảm bảo trước khi mà vào trong phòng cộng hưởng tư để thực hiện các cái kỹ thuật. Tiếp theo đó là một cái chuỗi sống diffusion. Thì chuỗi sống diffusion là cái chuỗi sống nó rất là nhạy với cái sự chuyển động của các cái phân tử nước. Thì đối với cộng hưởng tư trong đột quỵ thì các cái do cái hiện tượng phù độc tế bào, những các cái tế bào nó sẽ tăng kích thước và nó làm giảm đi các cái không gian ngoài bao, cho nên các cái phân tử nước nó hạn chế khuếch tán, tức là cái khoảng không gian khuếch tán nó ít hơn, cho nên dẫn đến nó tăng tín hiệu trên cái hình ảnh. Thì ở trên cái hình ảnh này các anh chị là so sánh giữa hai bên thì một bên là nó tăng tín hiệu, còn một bên là tín hiệu bình thường, bởi vì không gian của các khuếch tán của các phân tử nước nó còn tự do. Thì cái điều này nó ứng dụng từ cái việc đó là khi mà chúng ta nhỏ một giọt mực ở trong nước ấy, thì các cái phân tử hoặc là mực nó sẽ dần 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 nó lan ra toàn bộ cái cốc nước như vậy. Thì đối với cộng hưởng tư khuếch tán thì chúng ta sẽ thu trên cả ba hướng, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng các cái thuật toán để mà tính toán lại một cái hình ảnh cộng hưởng tư để đánh giá cái sự khuếch tán của các cái phân tử nước như thế nào. Thì có thể là bật theo hướng này thì nó sẽ chạy theo hướng đó, nhưng mà đối với các cái hướng khác thì nó sẽ thay đổi. Cho nên là cái việc mà chụp nhiều hướng, đặc biệt là trong cộng hưởng tư khuếch tán tensor, tức là một số ở miền Bắc hoặc miền Nam thì người ta sẽ dịch theo cái là khuếch tán kéo căng đấy, thì như vậy chúng ta cần phải chụp tối thiểu 6 hướng. Thì đối với cộng hưởng tư khuếch tán hay là tractography thì người ta cũng có ứng dụng trong đột quỵ, đó là cái việc là đánh giá các cái bó sợi nó có bị ảnh hưởng bởi những cái vùng nào bị tổn thương hay là không. Thì đối với cái việc là điều chỉnh cái độ tương phản của các cái hình ảnh cộng hưởng tư thì chúng ta sẽ có hai cái thông số quan trọng, đó là TE và tham số B. Thì tham số B là chính là một từ trường nó thêm vào, nó gia tốc
để nó đánh giá cái độ nhảy, độ di chuyển của các cái phân tử nước. Thì các cái yếu tố bên này nó càng cao thì nó càng tăng cái độ nhạy cảm của các để mà đánh giá cái tính chất khuếch tán. Còn giá trị TE nó càng ngắn thì nó cho những cái hình ảnh có cái độ là signal noise ratio thì nó tốt hơn, nó cao hơn. Cho nên anh chị thấy đó là đối với cộng hưởng từ trong đột quỵ thì chúng ta thể thường thường sử dụng hai cái giá trị, đó là giá trị B bằng 0 và giá trị bằng B1000 hoặc là B1500. Có một số nghiên cứu họ nghiên cứu lên là B2000 hoặc là B3000. Tuy nhiên là người ta thấy là khi mà giá trị trên 1500 thì mặc dù là nó nhạy cảm thiệt nhưng mà nó cũng không tăng cái độ nhạy hoặc là độ đặc hiệu trong cái việc phát hiện các cái tổn thương liên quan đến nhồi máu. Mà khi mà tăng như vậy thì có thể là thời gian chụp nó có thể lâu hơn, mà trong khi chụp cộng hưởng từ trong đột quỵ thì chúng ta cần phải sử dụng những cái chuỗi súng hoặc là những cái giáo thức chụp nó tối thiểu nhưng mà nó hiệu quả. Thì khi mà tăng cái tham số B, tức là tăng tăng cái giá trị B thì các anh chị thấy là từ giá trị B bằng 0 cho tới giá trị B bằng 1500, thì như vậy là những cái thành phần T2 thì nó giảm. Ví dụ như ở B0 thì dịch não tùy tăng tín hiệu, ở B500 thì dịch não tùy vẫn còn tăng tín hiệu, nhưng mà đến B1000, B1500 hoặc là thậm chí B3000 thì nó có thể là dần dần nó sẽ giảm tín hiệu. Thì dựa vào cái việc phân tích hoặc là dựa vào những cái tham số như thế, tham số ở giữa các cái giá trị B khác nhau mà người ta tính ra cái giá trị ADC, tức là giá trị ADC tức là hệ số khuếch tán biểu khiến để mà đánh giá. Thì trong đó là cái dựa vào ADC thì người ta có thể loại trừ ra một trong những cái cảm bẫy, đó là giá T2 size through. Thì cái này thì liên quan đến cái việc chẩn đoán của các bác sĩ khi mà cần phải phân tách giữa tổn thương hoặc là hoặc là tổn thương có giá trị T2 cao nó gây ảnh hưởng đến hình ảnh. Tiếp theo đó là các cái chuỗi súng cao cấp hơn mà cũng ít sử dụng trong đột quỵ cấp, mà đối với những trường hợp đột quỵ mạn hoặc là mãn cấp thì có thể là sử dụng để mà phân biệt ra các cái nguyên nhân khác, đó là các cái chuỗi súng cộng hưởng từ mạch máu. Thì đối với các cái kỹ thuật chụp cộng hưởng từ mạch máu thì sẽ có kỹ thuật chụp máu tối và kỹ thuật chụp máu sáng, ví dụ như là ở trong cái bảng phân chia, bảng phân loại ở đây. Tuy nhiên đối với cộng hưởng từ đột quỵ thì các cái chuỗi súng như là SY tức là cộng hưởng từ máu tối, rồi kỹ thuật là chụp top PC hoặc là ASL tức là kỹ thuật chụp cộng hưởng từ màu sáng, thì đặc biệt là SY và top thì là được coi như là hai cái chuỗi súng nó thường quy, nó nên có đối với những trường hợp bệnh nhân đột quỵ nói chung. Hoặc là MRI tức là chụp cộng hưởng từ có tiêm thuốc đổi quang từ tĩnh mạch, thì đối với SY hay là top hay là PC thì nó có thể có những cái ảnh giả, mà những cái ảnh giả đó có thể khắc phục bằng cách là chúng ta chụp cộng hưởng từ có tiêm thuốc. Đầu tiên đó là cái chuỗi súng SY hay là chuỗi súng nhạy cảm từ, thì cái này thì nó phân biệt giữa bản chất của nó là cái chuỗi súng T2 gradient echo với góc lật là 15 tới 20 độ, thời gian TR là 25 tới 50 ms, TE là 20 đến 45 giây, nhằm mục đích đó là phân biệt được vôi hóa hoặc là tìm các xuất huyết hoặc là vi xuất huyết, thì nó tốt hơn cái T2 gradient echo cổ điển. Và đặc biệt đó là chuỗi súng sơ quái là một cái chuỗi súng mà nó có thu cả cái hình theo hình phá và hình biến độ, cho nên khi mà chúng ta sử dụng hình phá thì chúng ta có thể phân biệt được các cái chất cận từ, các cái xuất huyết hay là các chất nghịch từ hay là vôi hóa dựa theo cái phá của nó như thế nào trên hình ảnh và so sánh với tĩnh mạch. Rồi đối với sơ quái thì chúng ta cũng có thể chụp các cái mốt 3D thay vì 2D với các bề dày lắp cắt mỏng hơn và kích thước bóc xéo nhỏ hơn. Thì đối với các cái nghiên cứu với máy 7 chấm hoặc là 11 chấm 7 tét lá hoặc là 11 tét lá, thì khi mà sử dụng các cái kỹ thuật 3D mốt bề dày lắp cắt mỏng này thì chúng ta có thể thấy được các cái nhánh xuyên, những cái nhánh xuyên, những nhánh tĩnh mạch hoặc là nhánh động mạch rất là nhỏ xuyên qua cái phần nhân sản trung ương như vậy. Nhưng mà nhược điểm đối với những cái mốt 2D này á, thì thời gian quét rất là dài, và đương nhiên rồi trong cộng hưởng từ bất cứ cái chuỗi súng gì hoặc là giáo thức gì mà thời gian quét dài á, thì rất là dễ fail, bởi vì quá trình bệnh nhân nằm thì bệnh nhân có thể là cử động, mà khi bệnh nhân cử động như vậy thì nó sẽ xảy ra ảnh giả hoặc là dẫn tới là dương tính giả. Và đặc biệt là đối với chuỗi súng SY này thì rất là mừng với cái sự phấn đấu của ban chủ nhiệm và đặc biệt là thầy Quỳnh ấy, thì cái chuỗi súng SY này cũng được trang bị ở máy cộng hưởng từ 1.5 tét lá ở Trường Minh, nhưng mà cái đến nó khá là mắc tiền, mà hiện tại thì bệnh nhân đột quỵ chưa được chỉ định đông, cho nên là
cái việc là để mà xem được cái ưu điểm nổi trội của cái chuỗi súng SY thì chúng ta vẫn chưa đánh giá được. Thì đối với cái quy trình xử lý ảnh á, cái chuỗi súng SY này bản chất là Graneco, tuy nhiên là cái quy trình xử lý ảnh của nó hơi khác một chút. Ví dụ như là khi mà chúng ta chụp cái chuỗi súng SY này thì sẽ có hai hình, đó là hình phấy và hình phá, hình hay còn gọi là hình phá và hình biến độ. Thì hình hình phá này á, thì có rất là nhiều cái nhiều ảnh, đặc biệt là cái vùng ranh giới khí mô ở vùng trán hoặc là vùng gần với các cái sao bao trùm hoặc là cái vùng nền sọ thì sẽ có các cái ảnh giả, cho nên người ta cần sử dụng những cái thuật toán cao cấp để mà lọc ra những cái ảnh giả này đi. Thì lọc ra thì sẽ tạo ra những cái hình ảnh gọi là hình phấy đã lọc, và sau đó thì sẽ tạo thành cái hình phấy mask này, và hình phấy mask này thì chập với hoặc là sử dụng cái thuật toán để mà chập với cái hình biến độ để tạo ra hình SY. Thì các anh chị nhìn thấy cái hình ảnh SY này, các anh nhìn thấy là những cái dòng máu nó là màu tối, nó tối tức là màu đen như thế này hiển thị trên hình ảnh. Thì như vậy là chúng ta dễ dàng sử dụng cái kỹ thuật là tái tạo theo tín hiệu tối thiểu để mà tạo nên cái hình ảnh SY nip. Thì các anh chị lưu ý là trong CT thì cái là tái tạo theo tỷ trọng, nhưng mà trong cộng hưởng tư thì chúng ta nên đổi cái thuật ngữ một chút là tái tạo theo cái tín hiệu tối đa hay là tín hiệu tối thiểu. Thì để mà phân biệt giữa vôi hóa hay xuất huyết thì tùy vào cái máy Philips, GE hay là Siemens mà người ta sẽ phân biệt vôi hóa hay xuất huyết, nó khác nhau, nó hơi hơi ngược nó một chút. Ví dụ như trong trường hợp này người ta sẽ so sánh với cái phân tĩnh mạch ở đấy để mà phân biệt được vôi hóa hay là xuất huyết. Đây là cái hình ảnh, nó cũng tương tự với hình ảnh bên này thôi, tức là đối với cái hình ảnh phá này thì nó rất là có nhiều nhiều ảnh, và đấy là những cái nhiều ảnh nó cố hữu, nó khó khắc phục đối với các cái chuỗi súng SY. Mà muốn khắc phục thì chúng ta phải cần phải chụp với độ phân giải cao, lát cắt mỏng, bandwidth rộng. Tuy nhiên là thời gian chụp thì nó có thể rất là kéo dài. Ví dụ như là chụp một cái chuỗi súng SY này ở trường mình ấy, nếu mà chúng ta không ép súng, không giảm các cái thông số thì thời gian nó có thể lên tới hơn 4 phút. Tuy nhiên chúng ta giảm được thì có thể là nó nằm trong khoảng dao động là từ khoảng 3 phút rưỡi cho tới 4 phút. Tuy nhiên là đối với cái chuỗi súng SY này thì chúng ta không khuyến cáo cái việc là giảm các cái thông số, bởi vì để mà đánh giá những cái vi xuất huyết, đặc biệt là những cái tổn thương mà nó cạnh những cái vùng ranh giới khí mô như vậy, mà giảm những cái thông số đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh. Và nếu mà các anh chị muốn giảm thì nên có một cái nghiên cứu sơ bộ để xem là giảm những cái thông số nào nó có liên quan tới cái hình ảnh hay là không. Tiếp theo đó là cái chuỗi súng TOP. Thì chuỗi súng TOP này nhắc luôn, đó là chúng ta sẽ đánh giá những cái mạch máu lớn ở nội sọ mà không cần sử dụng thuốc cản quang, mà nó dựa vào cái sự chuyển động của các cái proton trong mạch máu. Thì đối với chuỗi súng TOP thì chúng ta đánh giá những cái mạch máu lớn, còn đối với chuỗi súng SY ở đấy thì chúng ta sẽ đánh giá những cái mạch máu nhỏ hoặc là hệ tĩnh mạch. Thì đối với khi mà chúng ta chụp độ phân giải cao, đặc biệt là nếu có máy 3 chấm hoặc là 7 chấm PET lá, thì có thể đánh giá những cái nhánh xuyến ở cái vùng nhân sản này, nó rất là tốt. Thì đối với chuỗi súng time of flight thì cái nguyên lý là gì ạ? Dựa theo cái dòng chảy của mạch máu, thì khi mà phát cái súng súng bảo hòa thì tất cả các cái mô tĩnh hay là mô động ở đấy nó đều được kích thích, thì các cái mô tĩnh nó sẽ dần dần nó bảo hòa, còn các cái mô động thì nó sẽ chảy ra khỏi cái vùng cần thu thu cần thu hình, còn những cái mạch máu, những cái phân máu mới nó sẽ chảy vào, nó sẽ chiếm vào những cái vị trí của long mạch mọc long long mạch ở đây. Thì như vậy là các cái mô tĩnh nó sẽ đi bảo hòa, các cái proton của máu nó mới vào thì nó không bị bảo hòa, cho nên nó lợi dụng cái hiện tượng time of flight đó mà người ta sẽ tạo ra cái hình ảnh hình top. Thì hình top này chúng ta có thể thu theo các cái hướng top 2D hoặc là top 3D. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng là kỹ thuật MIP, tức là tái tạo theo cái tín hiệu tối đa, thì chúng ta sẽ cho ra một cái hình ảnh giải phẫu mạch máu theo hướng 3D và có thể là xoáy xoáy chuyển để xem các cái cấu trúc mạch máu hoặc là liên quan giữa các cái mạch máu với nhau. Thì đấy là một sẽ có hai kỹ thuật, đó là kỹ thuật top 2D và kỹ thuật top 3D. Thì kỹ thuật top 2D thì thời gian chụp nó ngắn hơn, và nó thường ứng dụng cho những cái mạch máu dài hoặc là tĩnh mạch, những cái mạch máu dài nó vuông góc với lát cắt, ví dụ như động mạch đoàn cổ, tức là động mạch cảnh, hoặc là các mạch máu hướng não, hoặc là mạch máu chi dưới, thì chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật top 2D này. Hoặc là kỹ thuật top 3D dành cho hệ động mạch, những cái dòng chảy nhanh, thì đó chúng ta sẽ thu theo cả hai hướng. Với các cái vốc xéo nó có kích thước nó rất là nhỏ để mà tái tạo lại đá mặt phẳng, hoặc là tái tạo theo theo tỷ trọng tối đa VRT, thì khi đó xoay chuyển các cái hình ảnh thì
mạch máu nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên khi chụp 3D thì thời gian đánh đổi lại là thời gian chụp nó sẽ lâu hơn, và khi mà thời gian lâu hơn thì nó sẽ liên quan đến cái việc đó là chuyển động của bệnh nhân, mà chuyển động của bệnh nhân bất cứ một cái chuyển động nhỏ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh liền. Thì đối với cái kỹ thuật top này á, thì nó lợi dụng cái sự thay đổi, cái sự sự luân chuyển của mạch máu, cho nên nếu mà cái slab, tức là cái khối thể tích chụp nó càng dày thì những cái proton ở đâu cái khối thể tích đó nó có thể là có tín hiệu rất là cao, nhưng mà những cái phân mạch máu nó càng xa về sau thì nó sẽ dần dần nó giảm tín hiệu. Thì cái việc đó chúng ta cần phải lựa chọn là cái khối thể tích đó nó có bề dày như thế nào cho nó hợp lý, thì sẽ có một cái công thức tính đó là V, tức là thể tích tốc độ dòng chảy lớn hơn hoặc bằng D chia cho TR. Thì D là cái khoảng cái slab thể tích. Thì như vậy là từ đấy thì các anh chị có thể thấy là giữa cái tốc độ dòng chảy, giả sử như anh chị muốn chụp động mạch hay là muốn chụp hệ tĩnh mạch này, thì sau đó sẽ nhân với R để mà xác định cái bề dày lát cắt hoặc là bề dày của cái slab tối thiểu là bao nhiêu để mà đặt. Thì tuy nhiên là cái việc đó thì có thể là chúng ta có thể có rất là nhiều cái phương pháp để mà tối ưu hóa cái độ tương phản của lòng mạch máu từ đầu vị trí của slab cho tới cuối cái vị trí của cái khối thể tích đó, bằng cách thứ nhất đó là dùng cái góc lật thay đổi. Thì góc lật có thể thay đổi từ 20 độ tới 40 độ. Ví dụ như đoạn đầu này thì có thể góc lật là tác động là 20 độ, nhưng mà về càng cuối thì có thể là tăng góc lật lên để mà đồng nhất cái tín hiệu của dòng chảy mạch máu. Hoặc là thay vì chỉ chụp một slab thì có thể là chia thành 4 đến 5 slab, và các cái slab nên chồng lên nhau một ít nhiều để mà khi mà tái tạo xử lý hình ảnh VRT thì nó sẽ rõ, nó sẽ không bị đứt đoạn. Tuy nhiên là khi việc chia thành nhiều slab như thế này thì độ tương phản của mạch máu nó có thể rõ, tuy nhiên là bất cứ một cái sự rung mơ gì đó trong quá trình chụp thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hình ảnh. Thì một số ảnh giả thì sau sau một vài slide nữa thì tôi sẽ trình bày cho các anh chị. Hoặc một cái nhược điểm của kỹ thuật top nữa đó là đối với những cái trường hợp bệnh nhân có các cái hợp chất mà có cái thời gian T1 dài ấy, thì nó có thể là tăng tín hiệu. Bởi vì khi đó những cái xung kích thích tế bào hoa tín hiệu mô tình thì nó không bào hoa hoàn toàn cái tín hiệu của các cái mô tình đó. Ví dụ như là có xuất huyết ở đó, hoặc là có các cái hợp chất có ví dụ như là mờ chẳng hạn, thì khi đó nó sẽ không xóa được. Ví dụ như trong trường hợp này mờ phân hốc mắt không xóa được, nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng thêm một cái kích thích nước hoặc là cái phương pháp xóa mờ thì chúng ta có thể đánh giá được những cái mạch máu nhỏ hơn mà nó không bị che lấp bởi các cái mờ hoặc là xuất huyết. Đây là một số cái nhiều ảnh thường gặp đối với các trong các cái chuỗi súng súng top này. Ví dụ như là nhiều ảnh rèm cửa, thì khi mà chúng ta chia thành nhiều slab như vậy mà bệnh nhân chụp, bệnh nhân không tuyệt đối nằm yên thì có thể là thấy những cái đoạn, những cái khắc như thế này, hoặc là do cái overlap giữa các cái khối thể tích nó ít quá, thì khi đó là cái việc chồng hình, cái việc tái tạo hình ảnh nó cũng có thể là gây ra những cái slab như vậy. Hoặc là đối với những cái trường hợp là xảy ra cái hiện tượng spin face artifact. Spin face thì đây là nó thường thường xảy ra từ mất tín hiệu trong cái lát cắt. Ví dụ như đây là cái lát cắt ngang như vậy ở cái nhánh động mạch nào giữa, đoạn M1 của động mạch nào giữa thì nó chạy ngang với lát cắt như vậy, thì như vậy là nó cũng có thể là gây ảnh giả, đó là giảm tỷ trọng ở đây, giảm tỷ trọng ở đây thì có thể là gây nhầm là có phải là dòng chảy chậm hay là có thực sự là có một cái hẹp tắc ở đây. Rồi là những cái trường hợp như là bệnh nhân là chúng ta chụp với một cái là nắn isotropic vốc xéo, tức là cái vốc xéo nó không đẳng hướng, thì cũng có thể là gây ra những cái nhiều ảnh dạng bậc thang. Hoặc là trường trường hợp là bệnh nhân chuyển động trong quá trình chụp thì có thể là gây những cái hình ảnh rích rắc như thế này. Đặc biệt đó là đối với kỹ thuật top thì đây là một trong những cái nhược điểm của cái kỹ thuật top. Giả sử như trong trường hợp là có những cái hợp chất mà nó có thời gian T1 dài, hoặc là mờ, hoặc là có thể là xuất huyết, thì như vậy là nó cũng tăng tín hiệu trên cái chuỗi súng top. Như vậy thì cái việc là xem các cái cấu trúc mạch máu nó rất là khó khăn trong cái trường hợp này. Thì đối với những cái trường hợp này thì có thể giải pháp thay thế bằng cách đó là chúng ta có thể là sử dụng các cái phương pháp xóa mờ, hoặc là sử dụng cái chuỗi súng PC 3D. Thì cái chuỗi súng PC 3D về nguyên lý nó là gì?
Tức là sau khi phát cái chuỗi súng RF á, thì người ta sẽ sử dụng một cái cuộn có một cái cặp chánh tư lượng cực để mà làm đảo phá đi của các cái proton trong mạch máu. Thì các cái mô tĩnh thì các anh chị thấy là hai cái gradient đổi phá nhau như thế này này. Thì đầu tiên là các cái mô tĩnh và mạch máu thì có thể nó cùng phá, nhưng mà sau khi qua cái quá trình đổi phá như vậy thì các cái mô tĩnh nó vẫn trở về phá ban đầu, trong khi các cái mô chuyển động thì nó bị lệch phá. Thì dựa vào cái sự lệch phá như thế này mà người ta sẽ mà hóa thành cái tín hiệu của dòng chảy là dòng chảy tới hoặc là dòng chảy đi, dựa vào cái hiện tượng lệch phá như vậy. Tuy nhiên một cái nhiễu ảnh của cái chuỗi súng phase contrast này là khi mà lệch phá quá 180 độ thì có thể là ảnh hưởng, cho nên là chúng ta phải cần phải loại trừ ra những cái trường hợp mà lệch phá quá 180 độ. Thì đấy là một cái hình ảnh của chuỗi súng top 2D, nó bình thường, trong trường hợp này là bình thường và dưới này là bất thường. Thì đối với cái chuỗi súng phase contrast này á, thì chúng ta rất là khó trong cái việc xác định phân tích hình ảnh, thì chỉ có những bác sĩ chẩn đoán hình ảnh kinh nghiệm hoặc là những kỹ thuật viên kinh nghiệm mà có làm á, thì chúng ta mới có thể là đánh giá được hoặc là phân tích được hình ảnh. Ví dụ như thường thường thì hai bên nó sẽ có cái tín hiệu nó đối nghịch nhau tùy theo cái hướng của dòng chảy, nó trái chiều với nhau như vậy. Tuy nhiên ở đây một bệnh nhân 4 tuổi mà có cái sự mà có tắc ở cái động mạch cảnh trong ở bên trái thì thấy là cái dòng chảy ở hai bên, dòng chảy ở đoạn này thì có vẻ là nghi ngờ là tắc ở đây, bởi vì nó có cái tín có nó cũng có tăng tín hiệu chứ không phải là nó giảm tín hiệu trên phase contrast. Thì như vậy là cái chuỗi súng phase contrast 2D thì chúng ta có thể đánh giá được cái dòng chảy, đánh giá dòng chảy của mạch máu nó như thế nào. Và hoặc là cái chuỗi súng phase contrast 3D thì ngoài cái việc là đánh giá dòng chảy mạch máu khi mà chúng ta xem những cái lát cắt ASEAN, thì chúng ta cũng có thể là dựng nên các cái hình ảnh dạng VRT và có thể xoáy xoáy 360 độ để mà khảo sát các cái nhánh mạch máu. Thì đối với cái chuỗi súng này thì chúng ta rất là hữu ích trong những cái trường hợp mà đánh giá AVM, đánh giá AVM, hoặc là đối với những cái trường hợp tuần hoàn bến á, thì có thể là sử dụng phase contrast này để đánh giá những cái tuần hoàn bến. Thì đối với cái chuỗi súng phase contrast này thì một cái thông số rất là quan trọng đó là V Econding. Thì cái chuỗi súng này cho các anh chị có thể là chọn là với cái tốc độ cao nếu mà các anh chị muốn hiển thị hình ảnh của động mạch, còn hoặc là sử dụng tốc độ thấp là 8 tới 10 cm trên giấy thì để mà thể hiện cái hình tĩnh mạch, hoặc là trong những trường hợp mà anh chị muốn là cả hai cái sự tương phản là cả động mạch cả tĩnh mạch trên một cái hình ảnh thì có thể chọn cái mức tốc độ nó khoảng là 45 cm trên giây. Tiếp theo đó là cái chuỗi súng MRI ấy có tiêm thuốc. Thì chuỗi súng MRI ấy có tiêm thuốc thì chúng ta cũng tiêm thuốc tương phản tương tự như trong cái chuỗi kỹ thuật CTA, và cũng có ba cái kỹ thuật để xác định cái thời gian thuốc tới. Như là có thể là bằng kinh nghiệm, có thể là bằng test bolus hoặc là bằng khe bolus, và có một cái kỹ thuật khác đó là kỹ thuật theo dõi cái sự đồng học của thuốc, tức là thuốc tới và thuốc thuốc đi như thế nào, đó là kỹ thuật time resolve imaging. Thì cái kỹ thuật này thì chúng ta sẽ điền vào không gian cá trước khi tiêm thuốc, trong khi tiêm thuốc và sau khi tiêm thuốc để xem là thuốc nó tới và nó đi lui như thế nào. Còn đối với ở trường thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật khe bolus. Thì đấy là hai cái nó thường rất là thường gặp, hai cái nhiều ảnh rất là thường gặp. Một đó là chúng ta chụp quá sớm, thì chụp quá sớm thì khi mà điên vào không gian cá thì bởi vì thuốc cá đô nó chưa kịp tới nên chúng ta có thể thấy những cái ảnh dài như thế này, thì gây có thể là gây nhầm lẫn với cái việc chẩn đoán có thể là mảng sơ vữa hay là viêm mạch. Rồi là trong cái trường hợp mà chúng ta chụp quá muộn thì sẽ cái hiện tượng là venous contamination, tức là làm nhiễm bẩn, thì rất là khó, tức là thuốc có quá tĩnh mạch thì rất là khó đánh giá cái hệ động mạch. Thì những cái câu hỏi có thể dễ dàng mà chúng ta gặp đó là trong đột quỵ thì liệu là chúng ta chọn top, chọn PC hay là chọn là MRI, tiêm thuốc đổi vòng tư. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta qua cái việc trình bày về nguyên lý ứng dụng và một số cái nhiều ảnh của top hay là giá trị của PC thì thấy rõ ràng là PC và top thì nó cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng, và tuy nhiên nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Ví dụ như kỹ thuật PC mà các anh chị chụp PC 3D thì thời gian rất là lâu, thời gian thực sự rất là lâu. Ví dụ như là tôi có thử thử chụp một vài cá, tuy nhiên là tôi chưa giảm giảm thông số, thì chụp một vài cá thì PC nào nó có thể là mất đến tới 8 phút nếu mà để mà
chất lượng hình ảnh đảm bảo, hoặc là nếu mà giảm lắm thì có thể là 4 đến 5 phút. Thì như vậy là thời gian nó khá là lâu. Rồi là đối với chuỗi súng top, thì đối với một số cái trường hợp mà có cái các cái hợp chất có cái tệ như là mở hoặc là xuất huyết đó, thì nó có thể là gây khó khăn trong việc xác định các cái mạch máu, hoặc là những cái dòng chảy chậm, hoặc là những cái dòng chảy mà nó chảy ngang với lát cắt, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng skin effect, thì rất là khó để chẩn đoán. Trong đó thì kỹ thuật là cộng hưởng từ có tiêm thuốc cản quang thì có thể cover, có thể là bao phủ một cái trường rộng lớn hơn, tức là có thể là chụp từ ở trường á, ở bệnh viện trường thì chúng tôi sẽ chụp từ cung động mạch chủ cho tới lên nền sọ để đánh giá hệ cảnh nào, để đánh giá hệ cảnh nào nó có cái chỉ số SNA nó tương đối là cao, và nó giảm đi những cái hiện tượng nhiễu ảnh do dòng chảy cuộn xoắn, dòng chảy nhiễu loạn, và những cái hiện tượng do cái quá trình bão hòa nó có thể là xảy ra. Và ngoài ra thì đối với cái kỹ thuật MRI ấy này thì chúng ta sẽ tiêm thuốc vào lòng của tĩnh mạch, cho nên là lòng của động mạch, thuốc thuốc tiêm vào tĩnh mạch, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ đánh giá hệ động mạch, nên chúng ta đánh giá được cả lòng cả thanh của động mạch nếu mà chúng ta chụp với độ phân giải cao, hoặc là những cái chuỗi súng như là chuỗi súng súng space trước và sau tiêm thuốc, hoặc là chuỗi súng empiric trước trước hoặc là sau tiêm thuốc, thì cũng có thể là đánh giá được thêm các cái thông tin liên quan đến đến mạch máu. Ví dụ như đấy là một cái trường hợp hình A là cái hình ảnh top ACO, và hình B là một cái hình cũng là một cái hình ảnh top mà người ta dựng lên theo theo kỹ thuật MIPS. Thì anh chỉ thấy là ở đấy thì ở cái động mạch ở đấy thì chúng ta thấy là một bên chúng ta không không hiển thị dòng chảy, cho nên là thấy là ở đoạn đấy có vẻ là tắc, nhưng mà đấy là không phải là tắc mà có thể là dòng chảy chậm hoặc là dòng chảy ngược. Thì ở đây khi mà chúng ta chụp cái CT, xin lỗi, cộng hưởng từ có tiêm thuốc tương phản tư, thì lại thấy cái nhánh động mạch đốt sống đấy nó rất là rõ. Thì đấy là cái hai cái nhiều ảnh trên trên cái chuỗi súng top thì có thể là bỏ sót, nhưng mà cái kỹ thuật em trai ấy có tiêm thuốc thì lại lại thấy được cái nhánh rất là rõ. Cho nên là cái sau khi tìm hiểu một số tài liệu thì tôi thấy là cái kỹ thuật em trai ấy có tiêm thuốc này nó cũng rất là quan trọng, chứ không phải là không chứ không nên quá tin vào cái các cái chuỗi súng như là top hoặc là PC. Ví dụ đấy là một số cái trường hợp khác, ví dụ như là trên cái chuỗi súng top thì một đó là hình ảnh nó bị nhiều ảnh, và tại đấy thì có vẻ như là nó mất tín hiệu, và chúng ta không biết được là ở đấy là có tắc, có thực sự tắc hay là không, hay là có vấn đề về liên quan đến nhiều ảnh. Nhưng mà khi mà chúng ta chụp MRI ấy có tiêm thuốc thì chúng ta thấy là có một cái dòng nó vẫn thuốc nó vẫn đi qua là cái đoạn này, và chứng tỏ là nó có hẹp. Thì khi mà so sánh với CT ấy thì đoạn này nó có màng xơ vữa vôi hóa, và thuốc thuốc đổi thuốc cản quang thì nó cũng đi qua cái đoạn này. Rồi là đối với cái hình ảnh này thì anh chỉ thấy là cái hình ảnh top, và hình ảnh là chụp top ở động mạch cảnh nào, và hình ảnh em thấy ấy cảnh nào. Thì ở đấy có một cái đoạn đó là cái mạch máu nó nằm ngang với lát cắt, cho nên nó mất tín hiệu. Thì đấy là một cái ảnh giả, tuy nhiên trên em trai ấy tiêm thuốc thì lại thấy rất là rõ. Cho nên là rất lưu ý cái giá trị của em trai ấy đối với khi mà phân biệt các cái tổn thương, hoặc là phân biệt cái ảnh giả do cái dòng chảy chậm hoặc là dòng chảy ngang với lát cắt. Hoặc là đấy là trong một cái trường hợp là cái chuỗi súng top, nhưng mà ở đấy có một cái phân xuất huyết này, thì nó cũng có thể là trên cái chuỗi súng top thì nó vẫn tăng tín hiệu, cho nên cái việc đánh giá những cái mạch máu nó gần đấy, hoặc là mạch máu ở phân dưới hoặc là phân trên, thì theo các cái hướng nhìn thì chúng ta cũng rất là khó khăn trong cái việc là đánh giá cái hình thái của mạch máu. Rồi đối với top hay là PC thì kỹ thuật top hay là kỹ thuật PC cũng đều là hai cái kỹ thuật không sử dụng thuốc đổi quang từ. Thì ở đấy các anh chỉ thấy là đối với kỹ thuật top thì chúng ta chỉ có đánh giá được có thể là chụp top động mạch hoặc top tĩnh mạch, tức là 2D hoặc là 3D. Rồi PC cũng vậy là 2D hoặc 3D, nhưng mà khi mà khảo sát cái hệ tĩnh mạch ấy, thì kỹ thuật là PC thì nó rõ hơn những cái nhánh về độ phân giải, hoặc là những cái nhánh 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 nhỏ thì nó thấy được rõ hơn rất là nhiều so với kỹ thuật top. Tuy nhiên là trong đột quỵ thì chắc chắn là chỉ cần chúng ta chụp top và chụp MRI ấy thì nó cũng loại trừ được rất là nhiều vấn đề liên quan đến cả về chất lượng hình ảnh và cả về cái phần bệnh lý. Thì đấy là một cái bài báo người ta so sánh cái giá trị của MRI ấy có tiêm thuốc với kỹ thuật top trong cả đối với những cái bệnh nhân nhồi máu não cấp. Thì cho thấy là khi mà so sánh giữa top và so sánh giữa MRI có tiêm thuốc thì khi mà xác định được cái vị trí các cái vị trí nhồi máu thì cho thấy là MRI có tiêm thuốc cản quang thì nó phát hiện ra được có độ nhạy và độ đặc hiệu nó cao hơn, và phát hiện được nhiều hơn,
Còn top thì bởi vì có một số ảnh giả nó nhất định như vậy cho nên là cái khả năng phát hiện của nó cũng hạn chế hơn. Và đấy là so sánh với DSA, thì DSA là coi như là tiêu chuẩn vàng rồi, cho nên là khi mà so sánh thì thấy là rõ ràng là em trai ấy nó ưu thế hơn top trong đối với những cái trường hợp mà đột quỵ do nhồi máu cấp. Thì qua cái việc phân tích đó thì cũng thấy được là cái ưu điểm, cái nhược điểm và một số cái ứng dụng lâm sàng đối với các cái kỹ thuật là top 2D hay top 3D hay là PC 2D, PC 3D hoặc là MRI có tiêm thuốc. Thì cái này không có thời gian nữa cho nên các anh chị có thể là tham khảo lại sơ lái và các cái thông tin ở đây. Tiếp theo đó là qua một cái kỹ thuật khác gọi là kỹ thuật tưới máu. Thì trong cộng hưởng từ tưới máu thì có rất là nhiều cái kỹ thuật, tuy nhiên là nó cũng đánh giá được các cái thông số tương tự như là cộng hưởng các lớp vi tính như là CBF, CBV hoặc là MTT. Tuy nhiên cộng hưởng từ thì có những cái thông số nó chuyên sâu hơn, có thể đánh giá được cả cái tình thẩm thanh mạch hoặc là đánh giá được cái hệ số cá strain hoặc là đánh giá thể tích ngoài bao, thể tích nội bao. Thì cái đó là có những cái thông số nó có thể ứng dụng trên lâm sàng nhưng cũng có những cái thông số định lượng hoặc là bán định lượng nó chỉ ở đang đang thực nghiệm thôi chứ chưa ứng dụng trên lâm sàng. Thì có ba cái kỹ thuật cộng hưởng từ tưới máu, đó là kỹ thuật DSC và kỹ thuật DSC và kỹ thuật ASL, trong đó DSC và DCE thì là hai cái kỹ thuật có sử dụng thuốc đối quang tư, còn kỹ thuật ASL thì nó không sử dụng thuốc đối quang tư. Và kỹ thuật đấy ASL này có thể là khảo sát được mạch máu, khảo sát được cả tưới máu, và thậm chí là nếu các anh chị nào có muốn tìm hiểu thì ASL này nó được ứng dụng trong rất là nhiều trong cái cộng hưởng từ chức năng nữa, để đánh giá cái sự đánh giá được chức năng nào. Thì đầu tiên đó là cái kỹ thuật DSC. Thì kỹ thuật DSC này á, thì là nguyên lý cơ bản của nó là nó dựa vào cái hiện tượng nhạy cảm tư, tức là nó khi mà có cái sự có mặt của ga đô thì nó sẽ làm giảm cái thời gian T2 hoặc T2 sau của mô. Thì khi mà tiêm ga đô vào tĩnh mạch thì ga đô sẽ theo mạch máu tới các cái cơ quan trong cơ thể. Thì trong cái trường hợp hàng rào mạch máu nào bình thường á, thì ga đô tập trung ở khoang nội mạch, không gian giữa các cái mạch máu, nên là khi đó đã rút ngắn cái thời gian T2 do cái tương tác lượng cực và thời gian T2 sau thì cho hiện tượng nhạy cảm tư. Cho nên các anh chị có thể là thấy là một số máy hoặc là một số cái protocol thì người ta sẽ dựa vào cái tương tác lượng cực, có thể là cái chuỗi súng Gradenico, hoặc là một số máy sẽ sử dụng cái chuỗi súng echo planar imaging, tức là dựa vào cái hiện tượng nhạy cảm tư hay là hiện tượng sụt giảm tín hiệu T2 sau, và từ đó thì tính toán lên được các cái thông số tưới máu. Thì về quy trình kỹ thuật thì ở đấy người ta sẽ tiêm khoảng 1 phần 4 tới 1 phần 3 tổng liều trước. Sau đó thì người ta sẽ tiêm toàn bộ tổng liều. Sau đó khoảng 5 phút thì người ta sẽ tiêm toàn bộ tổng liều với tốc độ khoảng 3,5 ml cộng với 20 ml tức với sinh lý. Và có thể là sử dụng là cái nguyên lý là T2 hoặc là T2 sau, thì cái đó tùy máy và tùy chuyển súng. Thì ở đây là một cái giao thức mà tôi tham khảo trên cái trang web đó là mriquestion.com. Thì người ta có tiêm một cái lượng gọi là preload trước là 1/4 đến 1/3 tổng liều, thì để mà giảm cái hiện tượng đó là T1 effect. Thì cái này á, thì giả sử như trong trường hợp mà bệnh nhân có hoặc là một số cái tổn thương, giả sử như khối u nó phá vỡ cái hàng rào mạch máu nào thì gây tích tụ ga đô hoặc là xuất huyết, thì khi đó là chúng ta cần phải tiêm trước đi một liều để mà nó làm giảm đi cái tín hiệu như vậy, thì khi mà đánh giá baseline nó tốt hơn. Tuy nhiên khi mà tham khảo hoặc là trao đổi với các cái app của các cái hàng máy ấy, thì người ta nói là không nên tiêm một cái lượng thuốc 1/4 đến 1/3 tổng liều này, bởi vì chúng ta cần phải đánh giá, tức là trong khoảng 80 time point ấy, thì chúng ta có thể bỏ khoảng 5 đến 8 time point để mà tạo nên cái hình baseline, tạo nên hình baseline. Đó. Thì chúng ta chỉ có tiêm một trước một cái lượng preload 1/4 đến 1/3 liều khi khi mà chúng ta nghi ngờ là có cái sự xuất huyết hoặc là sự thoát mạch, hoặc là khi mà chúng ta cần phải loại trừ cái sự nhiễm bẩn của các cái hợp chất có cái T1 có cái thời gian T1 cao thôi, thì chúng ta mới tiêm trước với một cái lượng thuốc thuốc đổi quang tư. Còn không thì chúng ta sau khi khoảng 5 đến 8 time point thì chúng ta bắt đầu tiêm thuốc và sau đó đánh giá cái sự sụt giảm tín hiệu. Thì đối với cái kỹ thuật DSC là dựa vào cái sự sụt giảm tín hiệu, cho nên là các anh chị có thể thấy là những cái biểu đồ đường cong này, khi mà thuốc tới thì nó bắt đầu sụt sụt giảm tín hiệu cho tới tối đa, và sau đó bắt đầu hồi phục lại. Thì để mà xác định được
các cái thông số tưới máu thì một cái rất quan trọng đó là cái AEF. Thì cái AEF này á, thì anh chỉ có thể là sử dụng global AEF, thì có thể là dùng bộ toàn bộ cái vốc xéo để mà đánh giá global AEF. Tuy nhiên là tùy vào bản cầu đại nào, tùy theo cái bệnh nhân đột quỵ ra sao, bệnh thiếu máu ở đâu, thì cho nên là khi mà sử dụng global AEF thì coi như là nó không hiệu quả cho lắm, cho nên người ta sẽ sử dụng local AEF. Thì sử dụng local AEF đó là chúng ta sẽ xác định được cái vị trí mạch máu chúng ta cần quan tâm, hoặc là trước cái vị trí mà chúng ta nghi ngờ có nhồi máu thì chúng ta sẽ xác định cái local AEF. Và khi xác định local AEF như vậy thì nó sẽ xuất hiện ra được rất là nhiều cái, nó tùy thuộc theo các cái vốc xéo, và sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái vốc xéo theo các cái local AEF này. Thì cái kinh nghiệm lựa chọn đó là chúng ta phải xem coi cái baseline là một cái đường nằm ngang, các baseline nên là một đường nằm ngang, và cái đỉnh thì nên là một cái đỉnh đỉnh nhọn. Thì chúng ta chọn 4 tới 5 cái biểu đồ AEF để mà đánh giá các cái thông số liên quan đến đột quỵ. Thì DSC nó sẽ dựa vào cái sự sụt giảm tín hiệu do một cái lượng thuốc đổi quang từ mà có mặt ở trong lòng mạch máu như vậy. Cho nên là tuy nhiên đối với cái chuỗi súng gradient echo hoặc là chuỗi súng súng echo planar thì nó sẽ có một cái vấn đề, đó là nó cũng sụt giảm tín hiệu hoặc là cái ảnh giả ở những cái vùng có vôi hóa, có sản phẩm của máu, rồi ảnh giả từ các cái cấu trúc xương đặc hoặc là lấn cận các cái cấu trúc hoặc là các cái mô nào gần với cái ranh giới khí mô. Thì những cái vùng đó thì các cái thông số tưới máu nó sẽ không đáng tin cậy nữa, cho nên là đó là một trong những cái nhược điểm của cái kỹ thuật này. Thì đấy là cái giao thức, cái quy trình của cái kỹ thuật DSC. Thì không có thời gian nữa, chúng ta chỉ có thể là xem lại sau. Thì đấy đấy là cái quy trình mà đăng trên cái tạp chí của Siemens về các cái thứ tự, các cái bước thực hiện cái kỹ thuật DSC. Tức là sau khi chúng ta chụp dynamic xong để mà theo dõi cái sự sụt giảm tín hiệu rồi á, thì chúng ta sẽ mở cái brain perfusion application ra, và sau đó lựa chọn các cái sau đó rọi vào cái vị trí mà mạch máu chúng ta cần quan tâm. Cái vị trí mạch máu mà chúng ta thấy rõ nhất thường thường là động mạch nào giữa, hoặc là thường thường là cái nhánh M1 của động mạch nào giữa dễ thấy nhất, rõ nhất, và nó sụt giảm tín hiệu rõ nhất, thì các anh chị rọi vào để xác định được các cái bản đồ AEF, và dựa vào các cái bản đồ AEF lựa chọn theo cái lựa chọn khoảng 4 tới 5. Thì khi đó là chúng ta sẽ xác định được cái vị trí baseline và vị trí sụt giảm tín hiệu tối đa. Thì từ đó thì máy nó sẽ tự động tính toán các cái bản đồ CBF, CBV và BBT cho chúng ta. Thì đấy là các cái thuật toán, tức là cái quy trình mà các cái thuật toán nó áp dụng để tạo ra các cái bản đồ CBV, CBF và MTT. Thì cái này thì nó liên quan đến cái phần xử lý hậu xử lý hình ảnh, hoặc là những ai mà học chuyên chuyên sâu về xử lý hình ảnh thì có thời gian thì có thể là tìm hiểu thêm. Các cái thông số bán định lượng thì đối với DSC thì ngoài những cái thông số CBF, CBV thì nếu mà các quý thầy cô hoặc là các anh chị cần các cái thông số bán định lượng thì có thể là dựa vào cái baseline, hoặc là dựa vào cái tỷ trọng tối đa, dựa vào cái mức hồi phục của tín hiệu hiệu thì có thể là, hoặc là xác định được cái vị trí đó là bắt đầu sụt giảm tín hiệu và sụt giảm tín hiệu tối đa, thì sẽ có các cái thông số ví dụ như thời gian đến, tức là khoảng thời gian từ lúc tiêm tướng phản cho tới lúc thuốc xuất hiện đầu tiên. Thì đấy là tổng của cả tất cả các quá trình chuyển chở thuốc cản quang đến mô, tốc độ tiêm, nó liên quan đến tốc độ tiêm, cung lượng tim, lưu lượng mạch máu vùng, và sự khác biệt giữa AT giữa hai bản cầu đại nào thì nó sẽ khác nhau. Trong trường hợp là bệnh nhân bị đột quỵ chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân có hẹp tắc ở động mạch cảnh một bên, thì chắc chắn là khi mà các anh chị sử dụng xem cái thông số AT này thì nó sẽ khác nhau. Rồi là thời gian đạt đỉnh TTP thì nó cũng tương tự như là, ý về ý nghĩa của nó cũng tương tự như là thông số AT, tuy nhiên về thời gian của nó thì từ thời gian tiêm thuốc cho tới thời gian mà sụt giảm tín hiệu tối đa. Tuy nhiên là cái việc mà xác định cái thời gian thuốc đến với thời gian sụt giảm tín hiệu tối đa, thì cái thời gian sụt giảm tín hiệu tối đa thì dễ xác định hơn, cho nên là người ta về lâm sàng thì người ta hay sử dụng cái thông số TTP hơn. Ngoài ra thì người ta có thể là đánh giá cái chỉ số CBV bằng cách đó là đo lường, tức là tính toán cái phần diện tích ở cái phần đường cong sụt giảm tín hiệu này. Thì ngày xưa các anh chị học về toán học thì có học về tích phân, thì tích phân là ứng dụng trong cái việc là xác định được cái phần diện tích của các cái đường cong hoặc là các cái khối nó
giải trừ những cái bình hóa vân vân đó, thì đó thì chúng ta có thể là sử dụng các cái hàm tích phấn để mà đánh giá, để mà tính ra cái diện tích của đường cong này, rồi là thời gian tăng quang trung bình, tức là từ khi thời gian thuốc xuất hiện cho tới khi thuốc nó tức là tín hiệu nó trở về, nó hồi hồi phục lại lại về về cái vị trí gần như là ban đầu, thì đó được gọi là cái MTE. Thì khác với MTT là thời gian trung bình cho một phân tử thuốc đổi quang đi qua mô, còn cái thời gian mà MTE này là thời gian của toàn bộ cái lượng thuốc nó đi qua mô luôn. Thì cái này cũng có thể là các anh chị lưu ý cái sự khác biệt giữa MTT và MTE này. Tiếp theo đó là có cả hai cái thông số nữa, đó là percent baseline epic, tức là tại cái thời điểm đạt đỉnh này thì cái tỷ lệ so với baseline là bao nhiêu, hoặc là nó hồi phục lại, nó tín hiệu nó hồi phục lại thì nó so với baseline là bao nhiêu. Thì cái này nó chỉ có nằm trong thực nghiệm, trong các cái nghiên cứu y sinh học thôi. Tiếp theo đó là kỹ thuật TCE. Thì kỹ thuật này á thì có một số cái bài giảng của các cái thầy cô ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn có trình bày rất là kỹ rồi. Thì kỹ thuật này đó là kỹ thuật cộng hưởng từ, có thể hiểu là kỹ thuật cộng hưởng từ tĩnh thấm. Thì nó sẽ dựa vào cái sự thay đổi thời gian T1 của mô sau khi tiêm thuốc đổi quang từ tĩnh mạch. Thì khi mà chúng ta tiêm một cái lượng thuốc đổi quang từ tĩnh mạch á, thì ga đô nó sẽ vào huyết tương, lưu thông đến các cái mô cơ quan tương ứng, nó tùy theo vào cái lưu lượng máu của nó. Tuy nhiên thì đối với các cái hàng rào mạch máu não và tủy sống thì nó sẽ không cho các cái phân tử này đi qua, cho nên là khi mà nó bị phá vỡ thì nó mới tích tụ ga đô, nó lại rút ngắn cái thời gian T1 và nó sẽ tăng tương phản. Cho nên kỹ thuật TCE này thì ít sử dụng trong trong đột quỵ, mà nó sử dụng trong các trường hợp theo dõi sau điều trị, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân u não, vi căn não vân vân. Và cái thời gian chụp cái DCE này tương đối dài, nó có thể kéo dài từ 4 tới 5 phút, cho nên là về cái sự ưu tiên về mặt thời gian thì kỹ thuật này cũng không 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 được đặt vào ưu tiên so với DSC trong cộng hưởng từ đột quỵ. Về cái mức độ tăng quang của DCE nó sẽ phụ thuộc vào các cái yếu tố dựa vào cái mô hình top này. Thì lưu lượng mạch máu vùng đó là F, diện tích bề mặt mạch máu đó là S, rồi tĩnh thấm thành mạch đó là P. Tuy nhiên ba cái thông số VF, SP này thì rất là khó tách biệt, cho nên người ta đưa ra một cái tham số, một cái hằng số đó là Castrans, tức là chỉ số đặc trưng cho dòng khuếch tán của ga đô qua nội mạc mạch máu. Ngoài ra thì còn có các cái thông số khác như là thể tích khoáng ngoài mạch, hoặc là thể tích huyết tương trong mô. Thì như trong đột quỵ thì các cái tế bào nó sẽ phù ra, thì khi đó cái thể tích khoáng ngoài mạch thì chắc chắn nó sẽ giảm. Đấy là một số cái mô hình về liên quan đến cái lưu lượng mạch máu tới, rồi liên quan đến tĩnh thấm hoặc là cái tĩnh thấm hoặc là diện tích bề mặt. Ví dụ như trong trường hợp là có tĩnh thấm thấp nhưng mà diện tích bề mặt cao, hoặc ngược lại là tĩnh thấm cao diện tích bề mặt thấp, thì cái đó là lưu lượng dòng chảy nó sẽ bằng nhau ở hai đầu. Nhưng mà có trường hợp mà tĩnh thấm giới hạn tĩnh thấm thì cái đó là thuốc nó sẽ phân bổ ở khoáng ngoài mạch. Và trong trường hợp là PS product thì nó cao hơn, thì khi đó là cái giá trị F, tức là cái flow, tức là cái dòng dòng chảy mạch máu thì nó sẽ giảm dần ở cái phía đổi bên. Về đánh giá DCE thì có thể là đánh giá theo trực quan đơn giản, tức là dựa vào sự tăng cường của độ tương phản của các cái tại các cái thời điểm khác nhau bằng mắt thường. Thì khi mà sử dụng DSC thì nó sẽ dựa vào cái sự sụt giảm tín hiệu, cho nên cái sự sụt giảm tín hiệu thì có thể là mắt của chúng ta không quen với cái việc đó, bởi vì chúng ta quen với cắt lớp vi tính, quen với tiêm thuốc tương phản là cứ phải tăng tín hiệu, tăng tỷ trọng, cho nên là DSC thì có thể là không không thuận mắt cho lắm. Nhưng mà đối với DCE thì nó có thể là đánh giá bằng mắt thường. Các cái thông số khác có thể cũng đánh giá được tương tự như DSC, như là thời gian thuốc tới, thời gian thuốc đạt đỉnh, rồi là chỉ số washing rate, hoặc là chỉ số washout rate, rồi là cùng tính các diện tích dưới đường cong. Thì dựa vào các cái thông số này mà người ta mới bắt đầu là tính toán để đưa ra các cái bản đồ như là CBF, CBV hay là MTT. Kỹ thuật tiếp theo đó là kỹ thuật đánh dấu spin động mạch. Thì cái kỹ thuật này khác với DSC hoặc là DCE, thì chúng ta không cần tiêm thuốc đổi quang từ tĩnh mạch, mà chúng ta sử dụng một cái chuỗi súng để đánh dấu các cái spin động mạch. Thì cái kỹ thuật này đầu tiên là cái hình ảnh
control tức là hình ảnh để mà so sánh, để mà xóa nền được thu hình qua cái vùng cần khảo sát. Sau đó thì một hoặc là nhiều súng RF nó được áp dụng vào cái khối mô ở ngay phía dưới. Ví dụ như chúng ta muốn chụp tưới máu não thì chúng ta sẽ tác động vào cái phần ở cổ, thì nó sẽ đảo ngược tư hóa ngang của các cái phân tử nước trong cái khối mô này. Và trong vài giây tiếp theo thì khoảng cái thời gian tê ý thì các phân tử nước được đánh dấu trong các cái mạch máu sẽ đi vào cái khối thể tích hình ảnh đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ thu hình. Thì như vậy là chúng ta sẽ được cái hình ảnh control, tức là hình ảnh chúng ta chụp và chúng ta thu hình ở cái phần phần nào chúng ta cần quan tâm, và cái hình label tức là chúng ta sẽ đánh dấu ở đây, và sau đó các cái spin nó sẽ đi lên đây và chúng ta sẽ thu hình. Thì chúng ta sẽ được hai cái hình ảnh là hình ảnh giãn nhãn động mạch và hình ảnh ban đầu. Thì sau đó chúng ta sẽ lấy subtraction nó ra và để đưa ra được cái hình là hình tổng số tưới máu. Và sau qua các cái thuật toán tái tạo xử lý hay là quantification thì sẽ tạo tạo ra các cái bản đồ CBS. Thì đối với kỹ thuật DASL này thì sẽ cho ra cái giá trị hoặc là bản đồ CBS tuyệt đối, còn đối với DCE hoặc là DSC thì chỉ là các cái tham số nó tương đối thôi. Một số cái nhiều ảnh thường gặp trong cái cộng hưởng từ tưới máu, đặc biệt là trong ASL, thì có thể là nhiều ảnh nó che lấp tín hiệu hoặc là thay đổi tín hiệu khi mà có mặt của các cái chất nhạy cảm tư, hoặc là quá trình chuyển động của bệnh nhân, hoặc là cái coi sensitive tức là nhạy cảm về cái coi. Thì cái phần này là ảnh giả chứ không phải là một cái vùng nó ảnh hưởng, tức là tưới máu tăng hoặc là tưới máu giảm ở đây, mà đây là chính là cái ảnh giả. Hoặc là cái việc là các cái mất tín hiệu ở downstream tức là phía dưới ở các cái lát cắt, hoặc là bởi vì đấy là một cái kỹ thuật đánh đánh dấu các cái spin động mạch, cho nên một số cái spin động mạch á, trong tức là trong cái quá trình thu hình thì nó lại đi lơ lửng ở đâu đó, sau nó lại xuất hiện. Nên khi đó chúng ta subtraction thì nó có thể là gây những cái hiện tượng gọi là intravascular signal artifact như thế này. Đây là cái bảng tổng hợp về ba cái kỹ thuật tưới máu ở sọ não, đó là DSC, DCE hoặc là ASL. Thì ba cái kỹ thuật này á, chúng ta có hai kỹ thuật DSC và DCE thì chúng ta sẽ sử dụng là tiêm thuốc đổi quang tư, còn kỹ thuật ASL chúng ta không sử dụng thuốc đổi quang tư. Về quan tâm đối với chẩn đoán hình ảnh đột quỵ hay là các kỹ thuật trong hình ảnh đột quỵ thì chúng ta cần, ngoài cái việc quan tâm về chất lượng hình ảnh rồi là ý nghĩa lâm sàng của các cái kỹ thuật hình ảnh đó, thì chúng ta cũng cần phải quan tâm tới thời gian. Thì ở đây các anh chỉ thấy là cái kỹ thuật DSC thì thời gian tương đối ngắn, là chỉ khoảng 1 đến 2 phút thôi. Còn kỹ thuật DSC thì thời gian nó dài 5 đến 10 phút. Rồi kỹ thuật ASL nó cũng tốn tới 3 đến 5 phút. Thì như vậy là dựa vào các cái đó thì chúng ta cũng ưu tiên là kỹ thuật DSC, và nó được sử dụng rộng rãi trong đột quỵ nào hoặc là các khối u nào này. Hoặc là thậm chí là trong trong cộng hưởng từ tim thì cũng sử dụng là kỹ thuật DSC để mà đánh giá cái đột quỵ tim. Rồi là kỹ thuật DCE thì bởi vì cộng hưởng từ tĩnh thấm, cho nên đánh giá cái việc là tĩnh thấm của các cái khối u hoặc là các cái hoặc đánh giá đáp ứng của các hiệu khối u sau điều trị như là ở sọ, ở vú hoặc là ở khung chậu, vân vân. Đây là một số cái thông số có thể là tham khảo. Một thông số khác nhau giữa các cái kỹ thuật là DSC, DCE hay là ASL. Thì anh chị cũng có thể thấy là đấy là cái về cái tổng thời gian chụp nó cũng tương tự như là cái bảng mà tôi tham khảo trên Emma Question. Một số cái update thì nói là update nhưng mà thực ra là nó có thể là chưa gặp ở khóa mình hoặc là chưa gặp ở Việt Nam thôi. Nhưng mà giả sử như là khi mà chúng ta có thể là ứng dụng cái việc đó, là bởi vì cái kênh natri kali này có thể là bị ảnh hưởng, bị mất chức năng trong khi mà bệnh nhân bị đột quỵ, thì dẫn tới là cái tích tụ natri nó cái hàm lượng natri nó cao, cho nên dựa vào đó mà chúng ta sẽ sử dụng các cái chuỗi súng để đánh giá cái hàm lượng của natri đối với những cái trường hợp bệnh nhân đột quỵ. Thì giả sử như trong cái trường hợp so sánh hình ảnh sodium với hình ảnh diffusion hoặc là hình ảnh cộng hưởng từ tưới máu, thì cũng có thể thấy là cái thể tích của cái vùng lõi nhồi máu thì nó cũng tương tự trên cả ba kỹ thuật. Tuy nhiên kỹ thuật sodium này thì không đánh giá được cái phần tranh tối tranh sáng, hoặc là cái vùng tranh tối tranh sáng thì nó vẫn đang còn tranh cãi. Rồi là kỹ thuật về high resolution visual world imaging, thì đấy là kỹ thuật mà chúng ta có thể ứng dụng bằng các cái chuỗi súng như là chuỗi súng Space, chuỗi súng Cooper hoặc là chuỗi súng Vista. Thì khi ở chúng ta cần phải có một cái máy cộng hưởng từ có tư lực cao hơn thì chất lượng hình ảnh mới đảm bảo. Giả sử như trong trường hợp này là chúng ta sử dụng ở đấy họ sử dụng là máy 7 Tesla, thì anh chị thấy là khi mà so sánh là các cái
hình thái của long động mạch ở đấy và cái thanh động mạch, thì anh chỉ thấy là với độ phân giải cao thì đánh giá cái thanh động mạch nó rất là rõ, nó rất là rõ ở đây. Thì như vậy là có rất là nhiều các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ, tuy nhiên cái việc lựa chọn các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nó sẽ phụ thuộc vào cái tùy thuộc theo tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, tùy thuộc vào cái câu hỏi lâm sàng muốn đặt ra, ví dụ như là muốn xác định cái vị trí tắc nghẽn, hay là muốn xác định lõi, hay là nhấn nhồi máu, hay là muốn xác định được cái tuần hoàn bang hệ, thì chúng ta có thể lựa chọn các cái kỹ thuật nó cho nó phù hợp. Tuy nhiên một cái ưu tiên trong đối với những trường hợp bệnh nhân đột quỵ là một cái protocol, một giao thức chụp chẩn đoán hình ảnh là nhanh và hiệu quả, thì đó là cái lựa chọn hàng đầu đối với các cái giao thức chụp cộng hưởng từ chụp các cái kỹ thuật trong chẩn đoán và cũng như là tiến lượng đột quỵ. Thì đó là toàn bộ cái phần trình bày của tôi. Thì cảm ơn quý thầy cô cùng toàn bộ các anh chị đã lắng nghe.